Cái xứ gì mà lạ thì một cô gái xinh đẹp thoát ẩn thoát hiện, rồi một giọng hát ngọt ngào trong đêm trắng. Dĩ ơi Dĩ. Con. Dạ. Dạ, má kêu con. Má định trưa nay về thành phố. Con có muốn về thăm Ngọc Anh không thì về chung với má rồi ngày mốt xuống lại. Sao má về gấp vậy? Ngày mai có một cuộc họp ở nhà máy, cho nên má phải về. Với lại phải về để còn lo cái thủ tục nhập dây chuyền xây xác gạo nữa. Sao? Có về không? Dạ không. Má về đi, con còn phải ở lại đây, còn một số công chuyện phải lo nữa. Vậy được rồi, cần cái gì thì cứ ghi ra giấy rồi má đem xuống cho. Dạ thôi, sách vở của con gom xuống đây hết rồi. Ráng lo công việc nha. Dạ. Vậy má về trễ nha. Con đi vô sớm chơi một chút đi. Con đi nha má. Noa. Anh làm gì ngồi đây mình vậy? Ngồi hóng gió cho mát thôi. Hôm nay chủ nhật cô đi đâu sớm vậy? Chủ nhật á là với công ty của anh thôi. Còn á mần ruộng như em á thì có thứ bảy chủ nhật gì đâu. Hôm trước tôi có đem mẫu đất ở ruộng nhà cô đi xét nghiệm. Nó bị dư đạm đó. Cô đừng có bón phân ure nữa. À, mai mốt gì đó có buổi tư vấn của công ty kết hợp với bên nông nghiệp xã về cách sử dụng phân bón, cô nhớ tham gia để biết nha. Dạ. Trời ơi, công nhận anh Dĩ giỏi thiệt nha. Mới đây á mà anh Dĩ đã tìm ra bệnh rồi. Giỏi gì đâu cô ơi, nghề của tôi là vậy mà. Ủa, bữa nay anh Dĩ không đi đâu chơi hả? Ở đây tôi lạ nước lạ cái, biết đi đâu đâu. Vậy anh Dĩ có rảnh không? Bữa nào đi chơi với tụi em nha. Nhưng mà đi đâu mới được chứ? Thì đi vòng vòng sông nước nè, vườn trái cây. Bộ không phải anh muốn đi tham quan ở vùng quê này sao? Cũng được. Vậy hôm nào đi nhớ rủ tôi nha. Dạ. Sao vậy? Em đi về nha. Lạ thiệt. Tới chứ sao không tới? Đứa nào nói chị không tới, đứng lên coi coi. Thôi được rồi, chị có quà cho tụi em nè. Thôi mấy đứa ăn đi. Nè, hôm qua chị Lan có dạy cho tụi em làm châu chấu. Vậy tụi em làm xong chưa? Rồi, đưa đây chị coi. Nhìn con châu chấu của mày thấy gớm. Con châu chấu của mày nhìn như con gián. Ê, nhìn con châu chấu của thằng này giống cái bánh bao dừa tụi bay ơi. Cái bánh dừa cái đầu mày. Có ngon lấy châu chấu của mày đối với con châu chấu của tao. Thôi thôi, mấy đứa không mới được gọi nhau bằng mày tao nữa nghe không? Sao vậy chị? Tụi em phải kêu nhau bằng bạn cho nó thân mật, biết không? Dạ.
Con của đứa nào cũng đẹp hết á. Nhưng đẹp mà quá. Tụi em muốn đẹp hơn nữa thì phải nắng nót hơn. Dạ. Thì mới đẹp giống như con châu chấu này nè. Nha. Dạ. Dạ. Hay là bây giờ mình chơi trò gì đi chị? Vậy bây giờ tụi em muốn chơi trò gì nè? Hay là mình chơi trò thỏ đĩa ba ba đi chị. Bữa trước chơi chưa có đã gì hết trơn. Đúng rồi chị. Đúng rồi. Bây giờ là muốn chơi trò thả đĩa ba ba phải không? Dạ. Rồi bây giờ mình chơi nha. Dạ. Bây giờ tụi em xếp lại vòng tròn đi. Thả đĩa ba ba chớ bắt đàn bà, phải tội đàn ông. Cơm trắng như bông gạo thì. Đúng là cô ta rồi. Tìm hoài không gặp, giờ ngay trước mắt. Cô ta thiệt là dễ thương. Đổ phải nhà nào, nhà nấy phải chịu. Thua rồi. Đã lớn rồi mà còn chơi với con nít. Cô gái này đúng là trẻ con. Cô cho tôi chơi chung được không? Anh vô đây chi vậy? Thì tôi thấy vui nên xin vô chơi chung thôi. Các em có thể cho anh chơi chung được không? Vậy thôi chơi trò thả đĩa luôn ha. Dạ. Nhưng mà chơi làm đĩa là làm sao? Là như vậy nè anh, mình xếp một vòng tròn cho một người đứng trong đó. Khi hát hết bài chỉ trúng người nào là người đó bị, xong rồi bắt mấy người kia đó anh. Vậy hả? Dạ. Rồi vậy bây giờ mình làm vòng tròn nha. Dạ. Nắm tay nắm tay. Rồi xong chưa? Dạ rồi. Rồi thả đĩa ba ba chớ bắt. Anh bắt hả? Chuẩn bị đi, xếp hàng vô nè. Rồi, bắt đầu bắt đúng không? Rồi, vô hàng. Bây giờ chuẩn bị chưa? Rồi, vô. Rượu vào là phải lời ra, anh em mới gần gũi hơn đúng không? Em muốn hỏi anh một câu nè. Gì? Sao anh không chịu đi lấy vợ đi? Anh sinh lý làm sao hả? Bộ có gì không ổn hả? Tao nói là sinh lý tao bình thường. Lấy vợ đi, để mà còn lo cho bác Tư nữa chứ. Thôi mà thôi vô. Mà nè, cái chuyện của tao á, tao không lấy vợ kệ tao đi, đừng có quan tâm. Còn mày nè, mày là cậu ấm, là con nhà giàu. Còn một nữa, mày không lấy vợ đi. Lấy chứ, trời giới tính em rõ ràng mà. Lấy vợ chứ. Nó không phải khoe với anh chứ. Trời mấy em thôi em rần rần luôn. Mà em chỉ kết đúng một em thôi. Một thôi. Em số 1 number 1. Cái này à? Nó anh nghe rồi. Cái mặt giống anh lắm á. Giống lắm giống mặt lắm. Mặt giống anh à? Em gái anh Mỹ Lan. Lan. Cái gì? Mày kết con Lan hả? Kết rồi. Bà mẹ đó. Có một con nhỏ à, mà thằng nào cũng đòi cưới hết là sao? Nè, bữa sau á, chị Lan sẽ bày cho tụi em chơi một trò chơi khác, hát một bài hát khác nữa, chịu không? Dạ chịu. Rồi, còn bây giờ thì tất cả đi về đi. Trễ lắm rồi đó, để ba má sẽ đi kiếm đó biết không? Dạ biết. Thôi anh đi Dĩ đi. Ơi, mai mốt anh Dĩ qua chơi nữa nha. Chắc chắn rồi. Thôi tụi em về nha. Dạ. Em tặng anh nè. Của em mà. Tại vì anh chưa có em tặng anh. Về nhà em làm con khác. Vậy cảm ơn em nha. Dạ. Thưa anh, thưa chị. Dạ. Nè, đi về cẩn thận nha. Dạ. Chạy từ từ thôi. Dạ. Mấy đứa nhỏ dễ thương quá ha. Ủa, sao cậu bé này sao không về đi?
Thì hồi nãy Lan nói mấy em về, tôi không phải là em cho nên tôi không về. Sao biết tên tôi mà kêu? Thì nghe tụi nhỏ kêu Lan rần rần đó. Không lẽ ở đây còn có Lan nào khác nữa hả? Mà anh đang làm gì ở đây vậy? Tôi đi thực tập. Thực tập gì ở đây? Tôi học nông nghiệp mà, đang làm đề tài tốt nghiệp về cây lúa. Chắc là anh học giỏi lắm hả? Giỏi gì đâu, cũng bình thường thôi. À, mấy bài đồng giao nghe ngộ quá, chắc là cô thuộc nhiều lắm hả? Ai mà không thuộc. Con nít ở dưới quê á, có cái gì chơi đâu. Tôi thấy mấy đứa trẻ quý mến cô ghê. Ngày nào cô cũng chơi với tụi nó hả? Đâu có, chỉ khi nào rảnh rỗi thôi. Chơi vừa vui vừa trông chừng tụi nó luôn. Hay quá ha. Nhìn cô y như là cô giáo vậy. Tôi dốt muốn chết mà làm cô giáo gì. Thôi tôi về nghe. À, nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về. Tôi có chân có cẳng, tự đi được, mắc gì phải đưa. Tôi về nghe. Thì có tôi đi chung cho vui. Để tôi với. Nhà cô ở đâu vậy? Nhà tôi ở đâu kệ tôi. Sao cứ hỏi tôi hoài vậy? Thì tôi tới tìm cô. Không được, tía tôi khó lắm đó. Anh mà tới hả, tía tôi giác chỏi chạc đuổi anh đi đó. Tôi có làm gì đâu mà sợ. Tôi nhất quyết phải theo cô cho biết nhà cô mới được. Anh mà biết nhà tôi á mà tôi không thích á thì cứ thấy mặt anh là tôi trốn á. Thôi được rồi, tôi đi về. Nhưng với một điều kiện, cô phải cho tôi gặp cô lần nữa. Thì mai gặp. Mai? Mai gặp ở đâu? Thì ở chỗ ngã ba sông á. Dễ thương thiệt á. Bà chủ, nghe nè, lấy chai rượu nữa đi. Bữa nay sao chú nhậu mình vậy? Mà chú uống chi nhiều dữ vậy? Tại vì hôm sao bà nhiều chuyện quá vậy? Đi vô đông rượu đi, bọn không muốn bán nữa hả? Chú làm gì mà chú nóng dữ vậy chú? Để tôi kêu mấy đứa em út nó ngồi chơi với chú nghe. Bà đi vô đông rượu đi, bà nhiều chuyện lắm rồi đó. Chị gọi em có chuyện gì? Chú à, tôi có chuyện muốn nói với chú. Chị nói đi. Như chú biết đó, công việc trước giờ đây toàn ông nhà tôi với chú lo toan mọi thứ. Nay ông ấy mất, tôi đâu có biết gì. Trăm sự thì cũng nhờ tay chú thôi. Chị đừng có nói như vậy. Em sống được cũng là nhờ công ơn của anh. Chị cứ coi em như em út trong nhà đi, chị đừng có ngại. Sao giải phóng, làm ăn khó khăn, vừa mới hồi phục chút đỉnh là ông lại xa đi. Nay tôi tỉnh dậy, cái nhà máy xây lúa với lại tất cả công việc ở đây tôi nhờ chú chăm sóc giùm tôi. Dạ. Ủa, chị tính không ở đây nữa hả? Tôi sẽ về lại Sài Gòn. Nhà má tôi xuất cảnh hết rồi, không còn ai. Với lại về Sài Gòn, tôi có điều kiện để chăm sóc cho cháu Dĩ ăn học tới nơi tới chốn. Tôi cũng muốn xa xứ này một thời gian. Ông đi rồi, tôi buồn quá. Má, cái cơ nghiệp này cũng là một tai Nam Hương. Cuối cùng thì Nam Hương là ai? Chỉ là một thằng làm thuê, chỉ là một thằng đầy tớ cho nhà bà Xuân. Đổ nghêu tức gà, đổ phải nhà nằm, nhà nấy phải nghêu. Đến một đứa con gái mà cũng định cướp trên tay Nam Hương này, đừng có mơ. Những thứ Nam Hương này làm ra thì phải của Nam Hương. Những thứ Nam Hương này muốn thì cũng phải là của Nam Hương. Tranh chờ đó.
cô ấy đúng là một cô gái thú vị. Thưa bà con, đầu tiên là kính thưa các bác, kính thưa quý cô, kính thưa quý anh, quý chị. Từ từ, cái gì nói phức cho rồi, mày dòng gió hồi tao mỏi cổ quá. Dạ, các em, các cháu, dạ, nói chung là bà con nông dân mình có mặt trong buổi hôm nay. Trời ơi, vô đề đi, đi vòng hoài. Cái thằng. Dạ, kính thưa mọi người, sở dĩ hôm nay có cuộc họp mặt này là xã chúng ta muốn giới thiệu với bà con nông dân một gương mặt, đó là kỹ sư Triệu Vĩ, đại diện cho công ty phân bón Phú Vĩ, sẽ có đôi lời với bà con chúng ta. Và người thứ hai xã muốn giới thiệu với bà con, đó là anh Năm Hương, một gương mặt thân thương của bà con nông dân chúng ta. Sao vậy con? Con mắc ho. Dạ, kính xin bà con cho một tràng pháo tay để khích lệ đi ạ. Dạ, cảm ơn bà con. Và bây giờ xin mời kỹ sư có đôi lời với bà con đi ạ. Dạ, cảm ơn anh. Thưa bà con, căn cứ vào tính chất đất đai, đó là xem xét đất giàu nghèo chất hữu cơ, thành phần cơ giới, độ pH của đất để bón. Ví dụ, đất nghèo chất hữu cơ, thành phần cơ giới nhẹ thì không nên bón tập trung. Đất có độ pH thấp thì không nên bón những loại phân chua như là đạm sinh phát. Con mày là cái gì mà mày nhoi hoài cái trong mặt quá nghe. Ví dụ, không phải ý con nói là anh chỉ còn trẻ mà giỏi quá bác tư ha. Hoặc xem xét mưa nắng người ta kỹ sư, người ta tiến sĩ cho bọn ta dốt cho tụi bay ha. Khả năng hòa tan, nhưng mà có anh về cũng hay chứ con. Chứ còn hồi xưa tới giờ bà con nông dân mình tàn làm theo kinh nghiệm không ha. Dạ đúng rồi đó bác Tư. Với lại hồi đó nghèo quá mà. Chứ hồi đó mà bác Tư cho con với con Lan đi học cấp 3 trên huyện á, rồi đậu đại học. Biết đâu giờ tụi con cũng làm kỹ sư rồi. Thì tụi bay cũng là kỹ sư chứ bổ ích gì đâu. Kỹ sư đang lục bình. Bắt chập con hoài. Cảm ơn bà con. Anh nói xong rồi kìa, nhìn tới lượng cha Năm Hương phát biểu, nhìn mặt cha đó sao con. Dạ, kính thưa tất cả bà con, vừa rồi mọi người đã nghe kỹ sư Triệu Vĩ hướng dẫn về cách sử dụng các loại phân bón theo từng giai đoạn phát triển của cây lúa, cũng như là giới thiệu các loại phân bón mà công ty Phú Vĩ cung cấp. Bà con có thể mua ở tất cả các đại lý phân bón theo giá gốc của công ty. Cảm ơn bà con. Dạ, như vậy cũng tốt. Thế bà con cũng khoái khoái. Dạ, chú cứ thoải mái mà phổ biến. Chú thấy con nói làm sao? À, cũng tốt. Càng lúc con càng thấy thương bà con nông dân, họ vất vả quá. Đúng là làm ra hạt lúa không phải là dễ. Đất đai mỗi vùng mỗi khác, mà bà con mình cứ bón phân theo kinh nghiệm, có khi tốn tiền mà lại không hiệu quả. Cậu lo gì cậu ơi, mấy đời nay rồi có ai chết đâu. Với lại bây giờ mà họ còn làm ruộng thì bắt buộc họ phải mua phân của mình thôi à. Tôi nghĩ là cậu nên tập trung vô các nhà máy xay lúa đi,
Bởi vì đây là cái doanh thu chính của mình đó. Với lại nhà máy này nó đã giúp cho gia đình cậu vượt qua được khó khăn đó. Thì con biết mà. Nhưng mà mình phải giúp nông dân. Họ làm trúng mùa thì nhà máy mình mới có cái để sai sát chứ. Với lại nhà máy đã có chú lo rồi, con rất là yên tâm. Dạ bác Tư. Ờ gì đó con. Bác Tư hôm nay không ra ruộng hả? Có. Hồi sáng này tao đi tập huấn cái lớp kiến thức bồi dưỡng về thuốc trừ sâu ở trên xã. Cái rồi tao ghé đó là tao thăm ruộng luôn. Mà con ơi, bữa nay trời nắng quá, cái tao thấy mệt mệt, cái tao đi về. Đúng rồi, mình mệt rồi mình về nghỉ cho khỏe. Ủa, qua đây có chuyện gì không? Hôm qua con có qua đây nhậu rồi để quên cái áo ở đây, phải không bác Tư? Thằng ăn nhậu riết rồi hư thân mất nết, có cái lớp da rồi cũng quên. Đây nè, để tao vô tao lấy. Ở đây hả bác Tư? Trời trời đó. Con tìm quá trời luôn mà không thấy. Đúng rồi, nó hay quá bác Tư. Bà Tư, cứu người đi. Phải không, cứu người đi. Bà Tư, cứu tôi với. Alo, tôi Triệu Dĩ nghe đây. Chiều hôm qua bác về Sài Gòn, em tưởng đâu là có anh. Sáng nay anh có buổi tập huấn cho bà con nông dân ở xã, cho nên anh không theo về được. Anh có nhớ em không? Tất nhiên là có rồi. Em đang làm gì đó? Gọi anh có chuyện gì không? Thì em nhớ anh, cho nên gọi hỏi thăm anh thôi. Nếu mà em không gọi cho anh, chắc chắn anh sẽ không bao giờ gọi cho em, đúng không? Xin lỗi em, tại anh lu bu công việc quá. Anh bây giờ chỉ có công việc không à, không bao giờ mà nhớ tới em hết đó. Anh ở dưới sao rồi? Anh có khỏe không? Đâu có đâu, anh khỏe mà. Vậy anh tính khi nào anh mới về thăm em đây? Chắc ít ngày nữa nha em. Anh giải quyết xong cái mớ công việc này đã, rồi anh mới về được. Anh về chơi với em mấy bữa nha. Hay là em theo má anh về dưới chơi nha. Thôi, em về dưới này không có quen đâu. Có gì anh lên, anh chở em đi chơi nha. Vậy anh hứa đó nha. Thiệt, anh hứa mà. Em mới đi làm, sao nghỉ mà về được. Nhớ về sớm đó, em đợi á. Vậy thôi anh làm việc đi. Bye bye anh. Anh có nhớ em không? Thì mai gặp chị ở chỗ ngã ba sông á. Mình phải làm sao đây? Ủa Lan Lan, ông Sâu chạy vô đây làm gì vậy? Đâu? Ủa? Lan Lan, đi hả? Với tôi liền, đi với tôi liền. Trời ơi, có chuyện rồi. Có chuyện gì, từ từ nói coi. Tự nhiên ho xong một xỉu rồi, giờ đang nằm trong xá. Trời đất ơi, hả? Ông nói sao? Tía tôi bị sao? Không biết nữa. Để tôi chở mày đi. Thôi, bà bảo giùm ông Vinh giùm đi, để tôi chở Lan đi. Đi lại đi. Chị Mai ơi, cho em chạy vô bắt Tư chút xíu nha chị Mai. Được rồi, em đi. Dạ. Trời ơi, xin lỗi anh. Không có gì, cô đi đâu mà cô gấp dữ vậy? Em có chuyện gấp lắm. Thôi chào anh, em đi trước nha. Hãy
Em chào giám đốc. Chào cô. Giám đốc tới đây có chuyện gì không à? À không, không có chuyện gì đâu. À, tôi chỉ tới coi thôi. Cô cứ làm tiếp đi. Dạ, vậy giám đốc cứ tự nhiên nha. À. Thôi, đành phải chờ tới chiều vậy. Dạ, tí em bị làm sao vậy chị? Chị yên tâm đi, bác tỉnh lại rồi. Một lát á, chị có thể cho bác ăn cháo lỏng. Nhưng mà bác sĩ nói chị phải cho bác nằm ở lại đây để theo dõi. Dạ. Dạ, em mời chị vô. Dạ dạ, em cảm ơn chị. Tía, tía thấy làm sao rồi tía? Tía thấy trong người sao rồi tía? Tía khỏe rồi con. Tía sai nắng chút thôi mà. Tía làm con lo muốn chết luôn vậy đó. Dạ xin mời anh chị đứng ở ngoài, phòng này không cho nhiều người vô ạ. À. Dạ, dạ chị, người nhà của em. À dạ. Ủa, tía sao rồi Lan? Bác sĩ không có cho vô đâu, tía cũng đỡ lắm rồi. Nhưng mà bác sĩ nói là tía mình cần phải theo dõi. Bác Tư có ăn uống gì được không, để tao đi mua. Ờ, ông Sâu ông chạy đi mua rồi. Tía chỉ ăn được cháo loãng thôi à. Sao tự nhiên bác Tư bị vậy hả Lan? Tao cũng không biết nữa. Ông Sâu nói á, ông ghé nhà tao rồi tự nhiên thấy tía tao xỉu à. Cũng may là ông Sâu ông ghé, chứ không thôi không biết bác Tư sao nữa. Ờ, bởi vậy giờ á, mình phải chờ ông Sâu về rồi chở tao về nhà lấy đồ. Chứ lúc đi á, có mang theo cái gì đâu. Thôi, tao đi vậy với mày, chứ chờ ông Sâu biết chừng nào. Ừ. Anh hai, em với anh Noa chạy về nhà lấy đồ. Rồi một lát ông Sâu quay lại á, anh lấy cháo đem cho tía ăn, rồi lấy thuốc trên đầu tủ á, cho tí uống nghe. Ờ, tao biết rồi. Nè, hai đứa lấy xe của anh Tài về, tí trả nó luôn giùm tao nha. Nãy đi gấp quá chạy qua đây luôn à. Em lấy xe anh Tài đi, rồi một hồi sao em chạy lại đây. Trời ơi, chạy lát anh xin kêu ông Sâu qua đón mày, có gì đâu, thôi đi lẹ đi. Ờ, anh hai, coi tía nha. Ờ, biết rồi. Dạ tía tôi. Sao tới giờ mà Mỹ Lan vẫn chưa tới? Hay là cô ấy đã cho mình leo cây rồi? Má ơi, má có linh thiêng thì phù hộ độ trì cho tía tai qua nạn khỏi. Chứ tía mà bị làm sao, anh em con làm sao mà sống nổi. Má về phù hộ cho tía nha má. Con đi vô với tía đây. Về luôn. Ông xin á, ông về lâu chưa? Sao ông về gấp quá vậy? Thì anh thấy bác Tư khỏe rồi cho nên anh mới về. Với lại phần tối nay anh phải lắp dây chuyền mới cho nhà máy nữa. Ừ. Trời ơi, thiệt tình ông xin nè, đêm hôm ông làm gì không biết nữa. Hay quá ha, thì làm để trà gạo cho nhà ông đó. Mà hai ông bà cũng kỳ cục nữa. Hẹn hò cái gì đâu mà lên trễ sợ luôn à. Ngồi đói meo râu luôn vậy. Hẹn hò cái gì mà hẹn hò? Tài xe của ổng á, đi nửa chừng hết xăng, dắt bộ muốn chết luôn vậy á. Mà cái ông này nha, ông giàu mà ông keo dễ sợ luôn vậy á, đi xe không bao giờ đổ xăng hết á. Trời ơi, keo cái gì? Tại gấp quá rồi có đầu quên. Chứ quên đổ xăng thôi, tiền thì có nè, chứ quên đổ xăng thôi. Gì cũng nói được. À, thôi chết, bây giờ là mấy giờ rồi? Giả vô cái miệng giờ á. Nói chuyện xui xẻo vô duyên thấy sợ luôn vậy. Bác Tư nằm trọng mà nó chết chứ. Ê, chết hoài. Không có. Bà chết chết. Bà nãy giờ nói từ chết nhiều nhất đó, bà muốn chết không? Nói chết lỡ chết thiệt sao? Ông còn vô duyên hơn nữa. Bà mới vô duyên. Hồi nhỏ tới giờ mình có thất hứa với ai đâu, nhưng cũng đành chịu. Để khi nào có dịp gặp ảnh mình sẽ giải thích sao.
làm gì đứng thẫn thờ đó hả? Ngồi xuống ăn bánh mì đi. Chú Năm tới chứ Thư? Dạ, chú Năm nhắn là hôm qua làm đêm với mấy anh em nên hôm nay chiều mới tới. Dạ, trông cậu có vẻ mệt. À, chắc trời nóng quá cho nên tôi ngủ không được thôi. Dạ, chắc tại cậu nhớ thành phố đó thôi. Chứ hôm qua gió trời lồng lộng vậy mà. Cô làm việc tiếp đi. Dạ. Làm việc thôi, từ hôm qua đến giờ không làm được việc gì cho ra hồn cả. Bắt tao đi nổi không? Để con cõng cho. Đi được mà. Đi nổi không? Để con cõng nha. Được rồi mà, có gì đâu mà thằng này nó cứ đòi nó cõng hoài. Rồi rồi, vô. Bác Tư nằm đi. Nằm đi bác Tư. Không, bây giờ để ta ngồi để ta nghỉ mệt. Nằm riết nó quể quải lắm con. Dạ, ơi. Dạ, Tía ngồi đi Tía. Ừ. Tía à, Tía uống nước đi Tía. Ừ. Thiệt may hết sức vậy đó. Sáng nay á, bác sĩ cho xuất viện. Tía làm con lo quá trời à. Lo cái gì mà lo không biết nữa. Tía nói tía có bệnh hoạn gì đâu. Tự nhiên rồi đùng đùng cho tụi bay đẩy ta vô trạm xá. Không bệnh cũng thành bệnh, hiểu không? Bác Tư nói gì kỳ vậy? Sao? Bác Tư bệnh á thì phải đi khám bệnh. Bác sĩ phải khám thì mới hết bệnh. Bác Tư nói vậy sao được? Thôi, bác Tư nhà nghỉ đi. Con phải về nhà đi theo ghe rồi đi mua lúa nữa. Quá trời công chuyện luôn. Ông sao? Cảm ơn ông nhiều nha. Bà mệt quá. Cảm ơn cái gì? Trước sau gì mình cũng người nhà. Bà đặc quá. Con đây bác Tư. Thằng. Ờ, anh Sinh. Ủa về hả? Dạ, em về. Thưa anh hai em về. Gì anh hai mày? Thì anh thứ hai em thưa anh hai. Trước sau gì mình cũng người nhà mà. Cảm ơn nha. Dạ, không có vậy. Anh hai mới Tiếp. Về. Đỡ nhiều chưa Tiếp? Có cái gì đâu mà rồi. Mệt chứ khỏe. Ta nói rồi, sai nắng có chút xíu à. Mà rồi, thằng Sâu với con Lan nè. Quynh đứt hết trơn hết trọi. Tía, nhìn tía xỉu á. Con sợ muốn chết được á. Tía lúc nào cũng vậy hết á. À, Lan. Dạ. Ờ, tiền chi phí sao rồi? Thanh toán đủ không em? Dạ, xong hết rồi anh hai. Ừ. À, anh hai. Ừ? Anh hai ở nhà với tía nghe. Em chạy ra chợ, mua ít đồ về, bồi dưỡng cho tía. Ừ. Nha. Con đi nha tía. Ờ, tranh thủ về với tía nha. Anh hai nghỉ tí rồi, phải vô lại xưởng nữa. Dạ. Ừ. Con đi nghe tía. Nè, mua ít dạ. Thôi nghe không? Không có bài vẽ là tốn tiền nhiều nghe chưa? Dạ con biết rồi tía. Tía. À hả? Ờ, tôi đưa tía qua đây nằm nghỉ nha. Thôi, ta ngồi đây được rồi. Bay lo xuống rồi tắm rửa cho khỏe đi rồi còn đi làm đi. Dạ. Không? Hôm nay má anh về phải không Thư? Dạ, hôm bà đi, bà nói là hôm nay bà sẽ về đó cậu. À, em đem đánh má giùm anh cái này đi. Khi nào má anh về thì nhớ báo giùm anh. Dạ. Bây giờ anh có việc phải đi gấp rồi. Dạ, em biết rồi cậu.
Tụi bay thích làm loạn hả? Ở đây là cái nhà máy, phải có kỷ cương, phải có phép tắc nha. Nha. Chứ không phải là đám ruộng của nhà tụi bay, muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ. Chú Năm nói đúng đó. Máy chưa lắp ráp xong, mày nghĩ thì ai đâu mà làm? Đính đi thằng bỏ đít, mày cầm bỏ chó mày lại mày. Mày nói với mày. Đính mày. Đính cái gì? Chú Năm, chú làm vậy là không phải. Ba thằng sinh bị bệnh, nằm bệnh viện cấp cứu kìa. Tối hôm qua tới giờ nó cắn răng làm việc cả đêm nè. Bây giờ xong hết trơn việc rồi, chỉ còn mỗi cái máy thôi hà. Chú làm gì ầm ĩ lên vậy? Ôi Tài, đồng ý là chúng tôi làm công ăn lương thiệt, nhưng mà nè, chú đừng có quá đáng như vậy. Chú đừng có ý là làm chủ rồi bóc lột sức lao động của người ta. Bây giờ chú cho tôi xin nghỉ việc đi. Cái gì? Mày muốn nghỉ việc hả? Ừ. Mày lấy cớ nghỉ ra hù tao hả? Xin lỗi tụi bay nha, tao ho một tiếng thôi, cả đống đứa nó vô đây nó làm mà trình độ hơn tụi bay nhiều, chứ không phải như cái lũ ngu dốt tụi bay đâu. Bây giờ nè, đứa nào muốn nghỉ hả? Tôi nghỉ. Đi. Ừ, nghỉ luôn. Khỏi ra mày. Tao nói trước nha, nghỉ là không có một đồng lương nào hết nha mấy con. Ê, cái gì vậy? Cái gì? Nè, chú đừng có quá đáng như vậy nha. Quá đáng sao? Tụi tôi nghỉ á, chú trả lương đàng hoàng cho anh em tụi tôi đi. Đúng rồi, trả lương đi. Không có nói nhiều mày. Bây giờ thằng nào nghỉ không có một đồng nào hết, ngon thì bước qua một bên. Bây giờ có lật lại đàng hoàng nha chú Năm. Chú làm như vậy tôi đi thưa công an á. Tao thách mày, tao thách mày đi kiện tao theo hầu. Bây giờ không nói nhiều, thằng nào nghỉ không có đồng lương nào hết, bước qua một bên. Tôi nghỉ nè. Tụi nghỉ luôn. Tụi bay đâu? Ra kia công an, dọn đầu hết cái đám làm loạn này lại cho tao. Chú nói gì? Cái gì? Nè chú Năm, anh em ở đây không ai làm loạn hết. Tụi tôi chỉ muốn nói chuyện quyền lợi phải trái với công ty thôi. Không có phải trái gì hết mày. Đi về mày. Chú Năm, mọi người có chuyện gì vậy? Có cậu Dĩ ở đây. Cậu Dĩ, tụi nó tính làm loạn, tụi nó tính phá cái nhà máy mình nè. Cậu nói đi. Phá nào? Giám đốc, anh em tụi tôi á chỉ muốn đòi hỏi cái quyền lợi cá nhân của mình chính đáng thôi à, không có đòi hỏi gì hơn đâu. Nè, bây giờ sẵn có giám đốc đây nè, giám đốc xử giùm đi. Đúng rồi, giải quyết đi. Khỏi cứ xử gì hết, kêu công an, cộng đồng tụi nó. Đi tụi bay. Ở đây đây. Thôi thôi được rồi, được rồi, bây giờ tất cả mọi người bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó. Bây giờ đông như vậy nó không có ai nghe đâu. Bây giờ bên này cử ra một người đi theo tôi với chú Năm lên nhà phòng gặp tôi. Tôi giải quyết cho. Cậu Dĩ chi mất công như cậu Dĩ. Đi cậu. Chú Năm lên nhân phòng với con. Tôi hiểu rồi. Chuyện này chú Năm xử lý cứng nhắc quá đó chú Năm. Cứng là cứng sao cậu? Trời ơi, cái đám tụi này nó cứng đầu cứng cổ lắm. Mình không làm tới nơi tới chỗ thì làm sao mà quản lý tụi nó được. Cứng đầu gì? Tụi nó không đúng hả? Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Chú Năm à, anh em làm việc vất vả cả đêm hôm qua rồi, đáng lý ra hôm nay chú phải cho anh em nghỉ ngơi một ngày để lấy lại sức chứ. Cậu ơi là cậu, công việc nó còn đăng đăng đi đê kia kìa, bây giờ nghỉ hết lấy ai làm? Thôi chú cũng đừng có nói nữa. Mình làm như vậy là phạm luật đó chú. Công ty mình còn làm việc lâu dài, chứ có phải một ngày hai ngày đâu. Dù sao máy móc cũng đã lắp hết rồi. Còn bà chủ? Để tôi nói với má tôi. Còn bây giờ tôi sẽ giải quyết như vậy. Mấy anh em lắp đặt máy tối hôm qua được nghỉ bù, ngày hôm nay và ngày mai được hưởng nguyên lương. Bây giờ anh có thể về được rồi. Dạ. Sao lại như vậy được hả cậu Dĩ? Sau này có chuyện gì thì anh cứ tới báo với công ty, chứ đừng có xách động anh em như vậy sẽ không hay đâu. Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu. Tôi về đây. Cậu làm như vậy làm sao mà tôi quản được cái đám công nhân này. Cậu không có biết đâu, tụi nó cứng đầu cứng cổ lắm. Cái máu nông dân ăn sâu vô cái đầu tụi nó rồi. Nông dân thì sao hả chú? Họ cũng là con người thôi, làm việc thì cũng cần phải nghỉ ngơi chứ. Vụ vừa rồi chú cư xử như vậy, con thấy chú sai hoàn toàn. Cậu Dĩ ơi, cậu đừng có tin lời tụi nó. Chú thử nghĩ coi, anh em người ta làm cả đêm, nghỉ ngơi được mấy tiếng, chú lôi người ta ra làm tiếp, họ không chịu nổi nữa, họ ngủ gục, rồi xảy ra tai nạn thì ai chịu? Là mình chịu hết chứ ai chịu? Theo con nghĩ, làm việc mình cũng nên tìm hiểu hoàn cảnh của anh em. Mình mà giúp đỡ được người ta trong lúc khó khăn thì họ mới sống chết được với mình, phải không chú? Câu gì? Nếu không có tôi á, thì cái nhà máy này thời bao cấp nó đã mất rồi, chứ nó không tồn tại tới bây giờ để cậu ngồi đó cậu phán xét tôi.
Đừng bao giờ giải đời tôi. Chị mới về. Lan à, Lan. Dạ dạ. Dạ Tía kêu con. Trời đất ơi, làm cái gì mà đứng mà như mất hồn mất vía, tao kêu cả buổi không nghe vậy. Dạ đâu có gì đâu Tía. Đi lấy cho Tía ly nước. Dạ dạ, con lấy liền Tía. Từ từ đổ hết bây giờ. Làm cái dạ. gì mà lụm trà lụm chùm vậy? Dạ đây Tía. Vậy Tía uống nước rồi nằm nghỉ nghe. Con chạy ra đầu ngõ, con mua thêm thuốc tây cho Tía. Hồi sáng á con quên mất. Trời đất ơi, cái gì mà hết tàu rồi tới tây. Cái này không có chết vì bệnh mà tao chết vì uống thuốc nè. Thôi Tía đừng có nói quở. Tía uống nước đi, xong rồi Tía nằm nghỉ nghe. Con vô thay đồ, con đi chút xíu con về liền à. Nghe Tía. Mới đi vô là má biết có chuyện rồi ha. Thấy công nhân đi ra, xong rồi thấy chú Năm con mặt mày hầm hầm là hiểu rồi ha. Nhưng mà má thấy con giải quyết vậy đâu có sai. Má đâu có nói là con sai đâu. Con giải quyết vì quyền lợi của anh em là đúng. Vì không có họ mình cũng đâu có thể làm được việc gì. Nhưng con cũng phải lưu ý tới chú Năm một chút. Chú là người có công lớn trong cái chuyện gây dựng cơ nghiệp của nhà này. Thì con cũng đâu làm gì mất mặt chú Năm đâu má. À, công việc sao rồi má? Tốt, mọi chuyện tốt con à. Trong tuần tới, nhà máy sẽ sản xuất phân NPK theo tỷ lệ mà con đã đề nghị đó. Và dây chuyền làm nông dược cũng sẽ bắt đầu. May quá. Vậy là coi như kế hoạch đã triển khai theo chiều hướng thuận lợi rồi. Nhưng mà má nè, sao sự việc xảy ra hôm nay, con nhận thấy mình chưa quan tâm đến đời sống anh em công nhân. Nên có nhiều việc xảy ra mình trở tay không kịp, làm ít lòng anh em. Nội bộ bất hòa không tốt lắm. Con nghĩ mình nên mua ít quà tới thăm thân nhân của mấy anh em công nhân đang bị bệnh được không má? Làm việc thì phải có sự tương thân tương ái thì mới cộng hưởng với nhau được. Mà một khi cộng hưởng rồi và cùng chung một mục đích, sẽ gặt hái được kết quả và thành công tốt con à. Chà, cái cách nói chuyện đã biết quan tâm tới người khác, có vẻ lớn, có vẻ giống như là một ông giám đốc thực thụ rồi đó nghe. Đến trình mà lên mặt dạy đời tao, tao cực khổ hầu hạ ba mày mẹ mày là đủ lắm rồi, đừng có mong mà chạy ép tao được nữa. Mỹ Lan, Mỹ Lan, Mỹ Lan, anh Năm nói nghe nè. Dạ chú Năm kêu con, có chuyện gì không chú Năm? Chú hoài thì vô đây uống ly nước đi rồi anh Năm nói chuyện cho. Dạ có chuyện gì á thì chú Năm cứ nói đi, tại con còn phải đi mua thuốc cho Tía nữa. Từ từ đã, để xe đây đi, vô ngủ nước đi rồi anh Năm nói cho nghe ha. Đi đi. Đi đi. Là uống gì? Dạ thôi con không uống đâu. Có việc gì á thì chú Năm nói lẹ đi, con còn đi công chuyện nữa. Anh Năm muốn nói chuyện của anh Sinh đó mà. Anh Sinh sao hả chú Năm? Chuyện là vậy, mấy hôm nay bà chủ giao cho anh Năm trách nhiệm là phải hoàn thành dây chuyền trà gạo một cách nhanh nhất. Thì có liên quan gì tới anh Sinh đâu hả chú? Thì trọng trách lớn quá. Rồi trong quá trình làm việc, anh Năm có đôn đốc anh em làm việc, rồi cái gây ra hiểu lầm. Anh Sinh nghĩ là anh Năm chèn ép. Dạ, vậy thì sao hả chú?
Anh Năm định gặp anh Sinh để nói chuyện, nhưng đàn ông gặp nhau khó nói lắm. Cho nên là Năm nhờ em gặp anh Sinh để nói thông cảm cho anh nha. Dạ, tưởng chuyện gì chứ. Nếu mà vì công việc á, chắc anh Sinh ảnh không có để bụng đâu chú Năm. Nè, từ tháng sau anh Năm quyết định tăng lương cho em. Ủa, hai chuyện này đâu có liên quan gì với nhau đâu chú Năm. Thật ra muốn liên quan là nó liên quan liền à. Biết rồi còn giả bộ hỏi nữa. Năm mến Lan mà. Dạ thôi, không có chuyện gì nữa, con xin phép con đi nha. Mỹ Lan, Mỹ Lan, nghe Năm con nói đi. Đã Lan, Mỹ Lan. Anh ơi. Dạ. Dạ cho em hỏi thăm, nhà của anh Sinh con có bác Tư Ngã ở đâu vậy anh? Anh đi lên khoảng chừng 50 mét nữa. Nhưng mà giờ này đi làm chắc chưa về đâu. Dạ cảm ơn anh. Không có gì. Anh Sinh ơi, anh Sinh ơi, ai đó vô đi. Dạ. Cậu muốn kiếm ai? Dạ, bác cho con hỏi đây có phải là nhà của anh Sinh không bác? Anh Sinh nó là con tôi. Ủa mà rồi cậu muốn gặp nó có việc gì? Dạ, bác cứ nằm nghỉ đi. Cậu đỡ giùm tôi qua bên ghế ngồi. Dạ. Nằm riết nó đau lưng quá. Ngồi đi cậu. Dạ cảm ơn bác. Ủa mà rồi cậu kiếm thằng Sinh nhà tôi có việc gì không? Dạ con làm chung với anh Sinh, nghe tin bác bệnh cho nên con ghé thăm. Cậu làm chung với Sinh? Ủa mà rồi sao tôi không biết cả? Dạ con mới về làm thôi. Có ít quà con biếu bác để tẩm bổ. Trời đất ơi, bài vẽ quá. Tôi chưa có biết cậu, tôi không có dám nhận. Dạ bác đừng có ngại, đây cũng chỉ là chế độ chung trong công ty của con thôi. Cậu uống nước đi. Ủa mà cậu nói công ty, vậy cậu là... Con là giám đốc của công ty, bác đừng có ngại nha. Giám đốc công ty? Dạ. Vậy là tôi nhớ rồi, cậu là cái người nói chuyện cái bữa tập quân á đúng không? Dạ. Vậy cậu là con trai của bà Xuân đúng không? Dạ đúng rồi đó bác. Ủa bác biết má con hả? Có biết, biết lâu rồi. Uống nước đi. Dạ. Ủa bác ơi, cái đàn này của bác hay là của anh Sinh vậy? Của tôi đó chứ, thằng Sinh nó có biết đờn lịch cái gì đâu. Dạ mấy bữa trước con có đi ngang, nghe tiếng đàn của bác hay quá chừng. Bác, bữa nào bác khỏe cái bác đàn cho con nghe nha. Trời, còn trẻ vậy đó mà rồi cũng thích nghe mấy cái đờn này ha. Dạ con thấy nó hay mà. Bác ơi, hình này của ai mà đẹp vậy hả bác? Gây út tôi đó. Ủa mà rồi nó cũng làm ở trong cái xưởng đan của công ty mà rồi cậu không biết nó hả? Dạ cũng tại vì con mới về cho nên con không có biết hết. Dạ. Ủa mà bác bệnh sao vậy bác? Ôi trời đất ơi, ba bữa trước ngay cái bữa mà đi tập quân á, cái rồi đi về là bị say nắng, rồi mấy đứa nhỏ nó lùa vô trong trạm xa cái rồi bệnh luôn. Đúng rồi. Ủa cậu nói đúng mà đúng cái gì?
Dạ không có gì bác. Dạ. Bây giờ em nói chuyện này là chị Ba tính giùm cho em đi. Nè chị xem đi, chị thấy không, mấy cái dây chuyền máy móc mới mình còn chưa lắp ráp xong được nữa, vậy mà hôm trước công nhân người ta đang làm cậu chỉ cho nghỉ hết trơn. Tôi cũng đã nghe qua chuyện này, tôi thấy thằng Dĩ nó xử sự như vậy cũng đúng đó chú à. Chị, chú, anh em người ta làm việc với mình lâu dài, phải nghĩ tới sức khỏe của công nhân nữa chú. Trời ơi chị ơi, em rành tụi này 6 câu mà. Tụi nó cứng đầu cứng cổ lắm, tụi nó làm thì ít mà chống đối thì nhiều. Ờ thì tôi cũng biết vậy, nhưng mà thời buổi bây giờ nó không giống như hồi trước. Bây giờ nó súng lại nó kiện mình thì cũng có nhiều chuyện không hay đâu. Em thách tụi nó đó. Tôi đã soạn ra một cái quy chế cho công ty mình, trong đó có luật đàng hoàng, bắt đầu từ tháng sau mình áp dụng đó. Chi cho cực vậy chị Ba? Tụi nó ở trong tay em nè, em trị được hết á, chị yên tâm. Chú Năm à, tôi biết chú là người tận tâm với công ty này, chú xem đây cũng như là gia đình mình. Nhưng thời buổi này mình cũng nên khéo léo một chút. Lao động bây giờ có luật có lệ chú à. Còn thằng Dĩ nó còn non dại háo thắng, mong chú bỏ qua cho nó nha. Dạ thì chị Ba cũng đã nói vậy rồi, em cũng chỉ là người làm công cho chị thôi mà. Thôi. Mẹ, cả cái gia đình từ lớn tới nhỏ, hở ra cái là vậy đó. Cậu Dĩ, cậu Dĩ, cậu Dĩ, cậu Dĩ, cậu Dĩ, cậu Dĩ. Ừ, có chuyện gì vậy hả anh? Cậu chạy gì nhanh quá vậy? Trời ơi, sao anh xem chạy nói. Chạy theo cậu muốn xỉu luôn á. Mà có chuyện gì không? À, kéo quán cà phê ở đây nè, anh em mình nói chuyện tí nha. Gần đây nè. À, cũng được. Ê, đẩy đi. Lên lên. Ê. Lúc nãy tôi về nhà, nghe tía nói cậu Dĩ ghé chơi, vừa mới đi khỏi, lật đật dí theo cậu Dĩ quá trời luôn. Cậu Dĩ, cậu có lòng quá, cảm ơn nha. Có gì đâu anh. Từ giờ đó sẽ là quy định chung của công ty, công ty sẽ quan tâm tới thân nhân của anh em hoạn nạn khó khăn. Vậy tốt quá rồi. Cậu biết sao không, hôm bữa anh em phục cậu quá trời luôn á. Vậy mới ra dáng lãnh đạo nè mày. Nói cậu nghe, chú Hương á làm anh em ức chế lắm. Biết á là vì công việc, nhưng mà nó khó chịu lắm. Cậu Dĩ, anh em được công ty quan tâm vậy á, anh em sẽ làm việc nhiệt tình hơn đó. Ừ, anh em cứ yên tâm, trong tuần sau mọi người sẽ được ký hợp đồng lao động, được mua bảo hiểm tai nạn, làm đêm sẽ được hưởng lương phụ cấp giống như công nhân ở trên thành phố vậy. Tuyệt vời, tuyệt vời. Mười mấy tuổi á, tôi đã vô cái nhà máy này làm việc rồi. Thiệt, nặng tình nặng nghĩa lắm. Bây giờ có muốn nghỉ cũng không được nữa. Mong là những gì nãy giờ cậu Dĩ nói là sự thật. Anh cứ yên tâm, ngày nào tôi còn ở vị trí này thì không ai có quyền bắt nạt, cưỡng ép anh em làm sai nguyên tắc hết. Chỉ mong tất cả mọi người hãy cố gắng làm việc để đưa công ty chúng ta ngày càng phát triển hơn. Vì công ty phát triển thì lương hướng của anh em cũng sẽ tăng lên, đời sống gia đình của mình cũng sẽ thoải mái hơn. Thôi, hai anh ngồi chơi nha. Bây giờ tôi có việc phải đi rồi. Ừ. Dạ. Cậu Dĩ đi đi. Tụi tôi cũng sắp tới giờ đi làm rồi. Dạ. Mà nè, bữa nào rảnh á, kể nhà tôi nhậu bữa nha. Nhớ nghe, anh em tụi tôi đợi đó nghe. Nhất định rồi, tôi đi nha. Dạ. Bác Tư khỏe chưa Lan? Tía tao cũng đỡ rồi, nhưng mà vẫn còn ho. Ờ, tía má tao chắc tối nay ghé thăm bác Tư á. Ê, mà bây giờ mày có đi lấy xuồng luôn không? Không, tao đi ra đây một chút á, rồi tao về với tía tao luôn. Tưởng lấy xuồng thì xuống lấy với tao luôn. Ê, mai gặp ông Sâu á, bạn dù đi cồn đi, tao nôn tới cuối tuần quá. Ừ, mai gặp đi rồi tính. Hãy
Cô làm gì ở đây vậy? Ủa, còn anh ra đây làm chi vậy? Tôi hỏi trước, cô phải trả lời tôi trước chứ. Thì ở quê tôi muốn làm gì tôi làm. Mà nè, ở đây đâu có lúa đâu mà sinh viên thực tập ra đây làm chi vậy? Tôi tìm hiểu lúa rồi, bây giờ tôi muốn tìm hiểu người trồng lúa. Anh kiếm người trồng lúa thì đi ra đồng mà kiếm. Hôm nay cô không chở Lục Bình hả? Lục Bình ở đâu ra mà chở hoài? Mà anh chưa trả lời tôi đó, anh ra đây làm chi vậy? Tôi ra đây để leo cây. Tôi xin lỗi nha, hôm đó nhà tôi có việc. Tôi nói thiệt, dân vùng này á không thất hứa với ai bao giờ hết. Tôi xin lỗi nha. Thôi thì dù sao mình cũng đã gặp nhau rồi. Mấy bữa nay chiều nào tôi cũng ra đây, hy vọng là sẽ gặp lại cô. Mà nè, chủ nhật tuần này á anh có rảnh không? Rảnh chứ, có gì không Mỹ Lan? Chủ nhật này á được nghỉ làm, tôi với mấy đứa bạn tính ra Cồn chơi. Cồn là ở đâu? Là ở bên kia sông kìa. Hồi nhỏ tụi tôi hay chèo xuồng qua bên đó chơi lắm, có vườn trái cây thích lắm. Anh có đi được không? Hấp dẫn quá, làm sao mà không đi được. Anh thực tập á là làm những chuyện gì vậy? Những thứ anh học ở trường chỉ là lý thuyết, đi thực tập là trải nghiệm thực tế về cách trồng lúa của nông dân. Vậy anh có biết gieo mạ hay là cấy lúa gì không? Mấy thứ đó hả? Cũng có biết sơ sơ, nhưng mà chưa có rành lắm. Mỹ Lan dạy anh có được không? Gái quê như tôi đâu có dám dạy ngày kỹ sư. Anh ở đây có lâu không? Thì cũng không lâu, cũng không mau. Làm sao? Thì chừng nào hiểu hết thì mới về được. Còn ở đây mà cần thì ở luôn. Vậy em không có dạy anh đâu. Chủ nhật này mình đi làm sao em? Thì anh cứ đứng ở đây đợi đi, rồi tụi em chèo xuồng qua đón. Vậy anh có phải làm gì không? Anh khỏi phải làm gì hết, anh chỉ chuẩn bị cặp mắt thật sáng để ngắm cảnh thôi. Vậy ngày mai mình có gặp nhau nữa không? Ngày mai em bận việc nhà rồi. Đồng ý, nhưng mà nhớ không được cho tôi leo cây nữa nha. Cái anh này. Thôi em về nha. Dạ, con mời dì ăn cơm. Dữ hen. Đám cưới của anh cô mà làm như đám cưới của cô. Đi hơi mười mấy ngày là sao? Dạ, dì thông cảm. Tại nhà con ít người quá. Rồi tía má con có khỏe không? Dạ, cảm ơn dì. Tía má con khỏe. Tía má con có gửi lời hỏi thăm dì á. Ăn cơm đi con. Dì, nay anh Vĩ sao rồi dì? Chán quê chưa? Trời ơi, nó làm gì ngạc nhiên hết sức á. Hôm bữa dì về thành phố, rủ nó về mà nó không chịu về á. Dạo này cũng siêng năng giúp dì lo công việc của công ty, cho nên dì cũng vui lắm. Dì, con nghĩ có khi nào là ảnh bị cô nào ở dưới quê hớp hồn không? Thưa má, con mới về. Anh ngồi đi, em lấy chén cho. Trời ơi, đồ ăn ngon quá, đói bụng quá trời quá đất luôn á. Hay ghê ha, đi chơi cho đã đời rồi về cái thang đói. Sao không ăn với bạn? Hả? Dạ thì... Trời, còn bà đặt nịnh tôi nữa ta. Trời. Bữa nay có chuyện gì mà vui vậy con? Dạ có gì đâu má, con ngày nào cũng vui như vậy mà. Rồi, ăn cơm đi. Dạ, con đói quá. Con mời má, ăn đi em. Ăn đi.
Chú Năm, cho con xin lỗi chuyện hôm bữa ở nhà máy nha. Vì bữa đó con cũng không phải với chú. Không có gì đâu cậu ơi. Trong tuần tới chú ráng giúp con mấy cái vụ hợp đồng lao động của anh em cho xong nha. Ừ, đây là vài mẫu hợp đồng lao động, chú xem qua thử đi. Rồi cậu yên tâm đi, để tôi lo cho. Dạ cảm ơn chú. Alo. Ngày mai anh có về Sài Gòn không? Ngọc Anh hả? Chắc là anh không về được, vì công việc của công ty còn nhiều quá. Anh Vĩ, sao dạo này anh khác quá vậy? Anh cũng bình thường mà. Bình thường? Bình thường mà anh đối xử với... Thôi, khi nào anh rảnh á, thì anh gọi cho em. Em đừng có buồn nha. Bye anh. Ý, hai người con gái. Tự nhiên cái mương của người ta bắt dán qua làm cây cầu. Khỉ khỉ, bữa nào té cho mà tiêu luôn. Vô vô duyên. Cho miếng bồng bon đi. Nè. Rồi vụ ghe xuồng đó là sao rồi? Sao là sao? Chuyện đó bà yên tâm đi. Tôi là mẫu đàn ông đó một làm mười. Hai người lo chuyện của hai người kìa. Lo đồ ăn đem đi sao rồi? Chà, cái chuyện đó không khỏi lo. Ngày mai á, tụi tôi sẽ nấu xôi với lại gà luộc. Hai lần ha. Ngày mai á, tôi không đi được không? Ủa? Sao vậy Lan? Sao ạ? Tại tía tôi đang bệnh vậy, tôi đi cũng không có nỡ. Trời ơi, mày yên tâm đi. Có ông Sinh ở nhà mà mày lo gì? Hôm qua tao có rủ ổng, mà ổng nói phải ở nhà coi nhà. Có ông Sinh mà. Tao sợ á, ổng ở nhà ổng nhậu. Rồi ai đâu mà lo cho tía? Không có sao đâu Lan, làm gì có chuyện nhậu. Không có tôi á, ông Sinh ông nhậu với ai? Trời. Ông làm giống như ông là người quan trọng lắm vậy. Sự thật nó là vậy mà. Mà nếu mà mai đi á, tôi rủ thêm người đi được không? Ai vậy? Chị Mai phải không? Trời ơi, ông Sinh không đi là chị Mai không có đi đâu. Nói nghe nè Lan, tôi định làm mai ông Sinh với lại chị Mai á, mày thấy được không? Rồi, có chuyện đó luôn hả? Không có phải là chị Mai, mà là một người bạn. Ảnh á, là sinh viên nông lâm thực tập ở trong cái vùng này nè. Ai? Thằng đó là thằng nào mà tôi không biết. Trời đất ơi, ông làm giống như ông là công an xã ông bằng vậy. Cũng ngang ngửa vậy á. Thì mai đi rồi sẽ biết. Vậy là quyết định đi đúng không Lan? Vậy mai mình đi mấy giờ? Đi sớm cho đỡ nắng. Cỡ 8 giờ rồi mình đi. Tại vì tôi phải lo cho tía, xong rồi mới đi được. Vậy quyết định vậy đi nha. Mai có gì tôi qua sớm, tôi rước Lan hả? Còn tôi thì sao? Ủa, sót bà hả? Thôi được rồi, mai có gì tôi cho bà đi ké. Ý, có khi nào hai người ngồi ở đó thọt thọt cái giò xuống, cái có con cá sấu nó nhảy lên nó táp không ta? Trời, vô duyên à. Mai nha. Hôm nay tụi em cho anh ăn món này. Anh mà ăn món này là ngon lắm luôn á. Ngon sao? Thì món này đảm bảo trên thành phố không có. Mày đi thành phố chưa mà mày biết? Ở trên thành phố có nhiều món ngon lắm. Với lại hả, món gì cũng có đó. Thì ngon bằng ăn giữa đồng không? Ừ đúng rồi đó. Cá mới bắt lên ha, mình nướng kiểu này ăn là hết sảy. Đợi cá chín lâu quá à mấy anh chị ơi. Giờ mình chơi trò gì đây mấy anh mấy chị? Hay là mình hát cái bài bữa chị Lan vậy đi. Đúng rồi đó. 2, 3. Bướm ong thở mộc, đủ đục đủ chàng, mừng một cái thang. 36 tấc bắt từ dưới đất lên hỏi ông trời. Anh Vĩ sao anh không hát? Anh Vĩ mà không hát lần sau chị Lan không có cho anh chơi nữa đâu. Đúng rồi đó. Ủa, tụi em sợ chị Lan dữ vậy đó hả? Không có đâu, nó nói xạo đó. Ở đây chị Lan thương tụi em nhất. Ai nói xấu gì tôi đó? Lan tới chị. Lan tới rồi. Chà, nướng cá nữa đó hả? Dạ, chị Lan chờ ăn cá lóc nướng chung với tụi em đi chị Lan. Từ đó đến giờ chị có ăn cá lóc đâu mà mời không biết nữa à. Thôi tôi biết rồi. Hôm nay có bạn mới rồi. Thôi mọi người chơi với bạn mới đi nha. Tôi đi về à. Thôi mà chị Lan. Ở
Thôi, nói vậy tôi là người đi về mới phải. Thì đó, bây giờ hai người đó, bây giờ mấy em chọn đi. Thôi, em không chọn ai hết, em chọn cá nướng à. Thôi được rồi, bây giờ ngồi xuống ăn cá lóc nướng nha. Dạ. Để anh phụ cho. À, Thảo tới. Chị Lan anh dễ, em tặng hai anh chị nè. Cảm ơn em. Ủa sao mày tới trễ vậy mày? Tao mắc coi nhà cho má tao. Vậy hả? Nè ngồi xuống cái đi. Lan đẹp quá. Vậy anh đem về trồng đi. Cảm ơn Lan. Anh Vĩ ăn cá đi. Ngon lắm. Anh Vĩ ăn cá này ngon lắm á. Ngon ha tụi bay. Ngon quá. Con ăn đi. Sao mọi người nhìn tôi cười vậy? Nhìn anh giống như hề vậy đó. Chị Lan ăn cá đi chị Lan. Lan ăn cá chị Lan. Thôi chị không có biết ăn cá mà còn kêu chị ăn cá nữa. Thôi chị Lan ăn cá đi. Đừng có phụ lòng mấy đứa nhỏ nướng hồi nãy giờ á. Thôi em không có biết ăn cá. Đi mấy đứa, chị Lan ăn cá đi mấy đứa. Thôi em không có biết ăn cá. Đi bắt chị Lan đi mấy đứa. Vui thiệt. Tụi trẻ con ở quê đúng là hồn nhiên. Vui thiệt đó. Đừng có nói là cho người ta leo cây nữa nha. Chào anh, tới sớm quá vậy. Anh không sợ leo cây nữa hả? Cây thì anh leo hoài mà, sợ gì. Ủa, đi bộ hả? Sao nói đi bằng ghe? Thì đứng đây, em chờ bạn em tới đón. Ê, tụi nó tới rồi kìa. Ủa, gạo vàng là ai mà nhìn thấy ngờ ngợ vậy trời? Anh đi chung với mình nè. Anh là sinh viên nông lâm thực tập đó. Cái gì? Hả? Sinh viên. Cái gì mà hai ông bà ngạc nhiên quá vậy? Anh này á là anh Vĩ, đang thực tập ở xã mình đó. Tôi nói hôm qua rồi còn gì nữa. Anh này là, anh là sinh viên. Tao gặp anh lội ruộng hoài à. Phải không sao? Tôi cũng gặp ông này 2-3 lần rồi đó. Gặp ở ngoài đồng ruộng á. Muốn gặp ở ngoài ruộng thì gặp ngoài ruộng. Vậy mà hôm qua tôi nói á thì ông lại nói là ông không biết. Thôi được rồi, tứ hải giai huynh đệ mà. Biết bơi không vậy? Biết. Ủa, ông Son hỏi anh Vĩ chứ đâu có phải hỏi mày đâu, mày trả lời gì vậy? Thì tại tôi tưởng hỏi tao. Tự nhiên Lan trả lời cho người ta kỳ cục quá. Yên tâm đi. Tôi cũng biết bơi chút. Thôi đi nhanh đi, trưa rồi. Bơi mà biết bơi chút. Anh đi cẩn. Chụp nhé. Ê, chụp hình. Anh Sâu. Hả?
Ta nói hôm bữa nghe con Noa nó nói anh mệt, cho nên tôi với bà tính qua thăm anh. Nhưng bà can, bà nói thôi để anh nghỉ ngơi đi. Có cái gì đâu, bị say nắng thôi. Mà mấy đứa nó lo, nó làm vậy thôi, sùm bắt nhã lên vậy chứ có gì đâu mà. Trời ơi, nó lo là phải rồi. Anh phải ráng giữ gìn sức khỏe. Rồi. Chứ từ bữa bệnh tới nay cả tuần á, có ai qua đánh cờ với tôi không? Nằm nhà buồn muốn chết luôn rồi, nhớ anh quá chừng luôn á anh Tư. Tôi đây nằm hoài còn mệt hơn đây. Hồi hôm á, tính đi qua anh, mà rồi con Lan nó cản, nó không cho đi. Anh đừng có chủ quan nghe chưa. Sao? Thì mình lớn tuổi rồi, rủ có gì tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Chú Tư khỏe chưa? Chú Năm. Hôm bữa con nghe tin chú bệnh, nhưng mà con lu bu quá đi, con không có ghé được. Hôm nay con có một ít thuốc bổ với sữa hoại, ghé bí chú để tẩm bổ. Thôi mà, cảm ơn mà. Dạ. Không có gì hết. Chú nè, chú phải ráng uống điều nha, chú mới khỏe được, nghe chú. Biết rồi. Anh Mười khỏe không? Khỏe. Thôi anh Tư, tôi qua thăm anh chút xíu rồi tôi về ha. Anh ráng khỏe nghe. Rồi. Giờ tôi về chở bà đi chợ. Rồi. Anh khỏe qua tôi làm vài ván cờ ha. Rồi, làm vài ván. Thôi tôi về nghe chú Năm. Anh Mười về ha. Rồi chú Năm ngồi. Dạ. Cậu xin nè, cậu cho tôi xin lỗi cái chuyện hôm bữa nghe. Hôm đó tôi nóng tính quá, mà tôi cũng mong là cậu hiểu giùm cho tôi. Nhà máy mới nhập về cái dây chuyền xây xác đó, rồi công việc lu bu quá đi, cho nên là lúc đó tôi hơi lớn tiếng với anh em. Thôi xin lỗi cậu. Công việc thôi mà, chắc rồi anh em nó hiểu hết cho chú, không có gì đâu. Dạ. Ủa chú Tư, em Lan nhà mình đâu rồi chú? Xin cùng quên chén cơm. Cái thằng tánh nó cọc cằn từ nhỏ giờ, chú Năm đừng chấp nha. Chú Tư yên tâm, lâu nay làm việc với Sinh, con hiểu tính Sinh mà. Uống nước. Dạ. Em Lan nhà mình đi chơi với ai hả chú hả? Thì thằng Sâu với con Noa chứ ai. Có ba đứa nó thân nhau từ nhỏ tới lớn à. Ta nói chắc bữa nay nó qua bên cồn. Từ hồi khuya á nghe, nó dậy nó lục đục, nó làm gà, nó làm xôi, rồi nó đùm túm nó xách đi. Dạ. Anh đưa em. Ủa chú Năm, bộ có cái chuyện gì ở bên xưởng đan hả? Dạ đâu có cái chuyện gì đâu chú. Chú Tư nè, trong cái xưởng đan á, là ở cái đám công nhân á, là con thấy em Lan á là người làm việc tốt nhất. Cho nên là con tính tháng sau con tăng lương cho em, để mà xứng đáng với công sức của em đó mà. Dạ. Nói thiệt tình chứ tôi cũng chỉ mong hai đứa nó siêng năng làm ăn là tôi mừng. Dạ. À chú Tư ơi. Hả? Sữa hoại với lại thuốc bổ á là chú phải ráng uống nghe không? Rồi tháng sau á, có thằng em con ở nước ngoài á, nó gửi nấm linh chi về. Rồi con sẽ gửi em Lan á, mang về đây đun nước cho chú uống. Bảo đảm chú uống xong á là chú không còn bệnh nào hết. Ôi trời đất ơi, bài vẽ chi không biết nữa. Ta nói mới vừa rồi đây nè, ở bên công ty đó cũng có ghé đây. Dạ. Cho mớ thuốc bổ ta nó qua trời để tôi uống không biết tới chừng nào mới hết. Cậu Dĩ ghé hả chú? Ừ. Thằng Dĩ sáng mình gặp nó mang ba lô đi, không lẽ nó đi chơi với em Lan? Con về chú Tư. Chú Năm gì à? Gì mà kêu đúng lên ông nữa. Ông qua bệnh bức thêm bòn bon qua đi. Được rồi. Có sao không? Sao bụng nóng đực lắm, sao nhảy xuống đó tắm vậy? Mấy bà cười gì vậy?
tôi đi hái trái cây cho hai bà mà còn cười tôi nữa. Còn ông nữa, ông ngon nhảy đi cũng hụt dọ như tôi à. Cười cười, cười trên nỗi đau của người khác. Còn phải làm gì nữa không anh phụ cho? Trời đất ơi, để đó đi, có chút xíu phụ gì. Thì mỗi người tay cho nó nhanh. Gì? Ê, ê ông. Mấy chuyện đó để cho đàn bà người ta làm đi. Mình là đàn ông, là mình ngồi trên mâm mình hưởng thôi, đúng không? Thôi, anh qua chơi với anh Sâu đi. Để đó, em với Noa làm cho. Ê Sâu, ông thấy anh Dĩ không? Người ta là con trai thành phố, ga lăng muốn chết. Ai nha ông? Vừa nhà quê vừa phong kiến nữa. Gì? Bà nói ai phong kiến? Bà nói ai phong kiến? Bà đứng đó đi, bà đứng đó đi. Để tôi nhảy qua tôi nói chuyện với bà. Ế, có được không đó? Có chừng té nữa giờ. Phong kiến gì mà phong kiến? Phong kiến mà hả? Tôi hầu hạ hai bà mười mấy năm nay hả? Trời ơi, nè. Ai hầu hạ ai? Chứ không phải là ông không có người chơi hả? Không dám đâu. Hai bà tốt phước lắm được chơi với tôi á. Tôi hái trái cây cho hai bà nè. Thôi thôi thôi, đừng nói nữa, ăn đi, đói bụng quá. Nè, nó ăn đi. Cảm ơn anh. Ông thấy chưa Sâu? Thấy con trai thành phố không? Ai như ông, bay vô mâm là ăn ngập mặt, không thèm để ý, để tứ gì tới ai. Ga lăng cái gì? Bà thích trai thành phố ga lăng, bà lên thành phố bà sống đi. Trời ơi, bà đặt. Thôi nè. Thôi, đây nè, gấp qua gấp lại. Đó, tôi nói bà nghe, sâu với lại gà lạng bóc là ngon nhất. Gớm. Ê, ông, tôi đố ông nè, mà không biết cái gì ăn bóc ngon nữa không? Cái gì? Cái gì là cái gì? Vô duyên. Ai hỏi hai bà, tôi không dĩ mà. Ông biết không? Thua rồi đúng không? Tôi nói ông nghe nè, đàn bà ăn bóc là ngon nhất. Trời. Vô duyên quá. Ăn đi. Cảm ơn nói. Thôi chết, em quên lấy nước ở dưới ghe lên rồi. Thôi để tôi xuống dưới tôi lấy nước lên ha. Để anh đi với em. Ông ngồi trên đôi dép của tôi kìa. Ê Noa, bà có thấy cái gì là lạ không? Gì lạ? Hai người đó đó. Hai người đó làm sao? Ông Dĩ hình như ông thích bà Lan. Bà có thấy vậy không? Thích đâu mà thích. Mà như tôi thấy á, con Lan thích anh Dĩ thì đúng hơn á. Không biết nó gặp ảnh hồi nào nữa ta. Không lẽ ông Dĩ cũng thích bà? Vậy mà cũng nói nữa. Mà tôi nghi hai người này có vấn đề thiệt. Mà không biết sao tự nhiên á, anh Dĩ giấu con Lan chi vậy? Chắc có tình ý gì đây không biết. Bà không biết rồi qua hỏi ổng á. Hỏi tôi làm chi? Vô duyên à. Ông mới vô duyên á. Hỏi ổng thì nói làm gì nữa. Anh công nhận cảnh ở quê mình đẹp thiệt đó. Quê của ai? Thì quê của em. Mới có nhiêu đây á mà anh đã khen đẹp rồi. Chỗ này á chẳng qua là kỷ niệm của ba đứa tụi em hồi còn nhỏ dám chèo xuồng qua đây để ăn trộm trái cây. Bây giờ thành vườn sinh thái rồi, phải bỏ tiền mới được vô. Công nhận cảnh quê yên bình ghê. Từ hôm xuống đây tới giờ anh bị cảnh này hớp hồn mất tiêu rồi. Nhầm nhỏ gì, hôm nào rảnh á em sẽ chèo xuồng chở anh đi chơi. Lúc đó chắc anh ngạc nhiên té xuống sông khỏi chụp luôn. Lại hứa nữa đó nha. Thôi vô đi anh, để hai đứa chết khác bây giờ đó. Dì, dì đói bụng chưa con dọn cơm? Chưa, chừng nào đói rồi kêu. Dạ.
Giờ Lan đẹp quá. Hương ơi. Dạ. Ra biểu coi. Dạ, dì kêu con. Cái giò lan này sao từ bữa xuống nay mới thấy vậy? Giò lan này do anh Dĩ mới trồng đó dì. Mới trồng hả? Dạ. Cậu Dĩ đâu rồi? À, sáng sớm anh xách ba lô đi đâu đó. Cái con có hỏi, cái anh nói là đi picnic với bạn. Cái thằng, tối ngày bạn bè không à. Thôi vô đi, đừng nói làm gì. Dạ, con vô nha. Kìa, đó, hai đứa vô rồi kìa. Con tí ta tí tởn à. Làm như trái đất này chỉ có hai người thôi không bằng gì á. Bực mình ghê vậy. Đợi lâu không? Uống nước nè sâu no. Thôi cảm ơn, hồi nãy uống nước mương no rồi. Có cần phải đi lâu vậy không? Nè, hai ông bà bị sao vậy? Bộ căng da bụng, dùng da mắt hết rồi hả? Không dám. Vậy giờ mình có đi đâu nữa không? Hết rồi. Giờ ngồi chơi nghỉ ngơi chút rồi về. Vậy thôi à. Ủa, còn sớm mà. Sao nói là đi chiều mới về lận? Ủa thì giờ ai muốn ở tới chiều thì cứ ở. Sao kỳ thiệt á. Sao tự nhiên giờ đòi về? Nắng muốn chết vậy đó. Nè. Đúng rồi, hồi sáng giờ á, lúc mình đi trên ghe toàn là chụp hình mọi người không hả? Dĩ chưa có chụp được tấm nào hết á. Bây giờ mình chụp chung đi nha. Dĩ đi ra kiếm người nào nhờ người ta chụp giùm mình. Thôi, chụp cái gì? Hai đứa tôi vô trái hình hết. Đúng rồi đó. Đây, tôi chụp cho. Cũng được. Nè, biết chụp không đó ông? Sao không biết, bấm nút này đúng không? Trời ơi, sao ngồi xa vậy, ngồi gần vô đi, giống như người ta chụp hình cưới vậy đó. Mày vô duyên quá à. Gì vô duyên? Trời ơi, nữa hả? Rồi, giờ mình đứng lên mình chụp đi. Đứng lên chụp cho nó giống tình nhân. Gác tay qua cho nó giống tình nhân. Bà đi ra đi. Đi vô dính cái mỏ mà vô hoài à. Vô duyên. Rồi nè. 2, 3. Noa, mày nói tao nghe coi, sao tự nhiên mày với ông sâu kỳ vậy Noa? Trời ơi, từ đó tới giờ bạn bè đâu có giấu với nhau cái gì đâu. Mày nói cho tao nghe coi, tại sao thái độ của mày với ông sâu kỳ vậy? Mày muốn nghe đúng không? Ừ, giờ tao nói luôn. Anh Dĩ là giám đốc mà tao hay cãi với mày đó. Tại sao mày nói là sinh viên thực tập? Ủa tao... Noa! Noa! Mày nghe tao nói có được không? Mày nói cái gì vậy? Anh Dĩ là giám đốc. Giám đốc gì? Giám đốc nào? Anh Dĩ là giám đốc công ty Phú Dĩ mà tao hay kể với mày đó. Sao mày nói ảnh là sinh viên? Tao kể với mày hoài mà mày không biết hả Lan? Thôi mệt quá, tao không thèm nói chuyện với mày nữa. Mày đi về đi. Ê. Ừ, thì thôi. Người ta nói với tao làm sao thì tao biết như vậy. Tao đâu có diễm phúc mà chơi với giám đốc giống như mày. Tao đi về đó. Về đi. Chơi gì, cuộc vui không được trọn vẹn. Bực bội hả? Lâu lâu rủ Lan đi chơi, có chuyện muốn tâm sự, tự nhiên có xuất hiện ông Triệu Dĩ. Nghĩ lại bực nữa à, bà Noa này. Suốt ngày cứ đem mình ra so sánh với thằng Chả à. Tôi thấy trong cái quyền này á, chỉ có tôi là kiểu mẫu thôi. Không biết con Lan nó gặp anh Dĩ như nào ta. Trời ơi, từ đó tới giờ bạn bè đâu có giấu với nhau cái gì đâu. Có khi nào giấu nhau cái gì đâu. Mà mày giấu tao á, chứ ai mà giấu. Mày gặp anh Dĩ khi nào mày cũng có nói đâu. Mà anh Dĩ cháu nó chi vậy ta?
Mà mình cũng đã kể với nó vậy anh Dĩ biết bao nhiêu lần rồi, mà nó làm giống như là nó không biết vậy. Còn bị đặt e thẹn mỗi khi nhìn anh Dĩ nữa. Hôm nay chụp quá trời hình, bảo đảm rửa ra Mỹ Lan sẽ thích. Ủa má, má chưa ngủ hả? Đi đâu cả ngày mất biệt vậy? Con đi qua cồn chơi với mấy người bạn ở trong xóm á. Công nhận cảnh ở quê mình đẹp thiệt á má. Vườn trái cây quá đã luôn. Con đi hoài mà không hết, chứ không có lèo tèo như ở Lấy Thiêu. Thì đó, má đã nói rồi mà con không chịu nghe. Con nghỉ ngơi một chút rồi gọi điện thoại cho Ngọc Anh nghe. Bữa nay nó gọi điện thoại cho con quá trời mà con đi đâu mất tiêu à. Cô có nói gì không má? Ây chà, coi bộ căng à nha. Căng gì hả má? Bộ má không biết Ngọc Anh trước giờ ra dán công chúa hả? Nói gì thì nói, con cũng phải thường xuyên điện thoại hỏi thăm nó. Đi một cái là đi mất biệt luôn à. Dạ, thì con cũng mới nói chuyện với cổ ngày hôm qua mà. Thôi bây giờ má tính vậy. Cuối tuần con thu xếp về Sài Gòn lo cho má một số chuyện. Sẵn đó rồi má duyệt, má cho con nghỉ phép mấy ngày để đi chơi với người yêu được không? Là cuối tuần này hả má? Ừ. Con còn nhiều chuyện chưa giải quyết mà. Thôi đừng làm bộ nghe. Thích thấy mồ rồi có cái mặt kìa. Má về phòng nghỉ nha. Nhớ gọi điện thoại cho nó đó. Dạ, má ngủ ngon. Dạ. Không cần biết là anh có quan tâm đến em hay không. Em chỉ biết là mình thích anh thì sẽ có được anh. Có lẽ mình nên nói rõ ràng với Ngọc Anh. Cũng tại mình không thương người ta mà cứ ẩm ờ. Ê, anh này á, ảnh đi chung với mình nè. Ảnh là sinh viên nông lâm thực tập đó. Cái gì? Sinh viên. Sinh viên. Trời ơi là trời, Lan ơi là Lan, sao mày ngu ngơ đến vậy? Bị người ta lừa mà không biết. Nhưng mà tại sao lại phải nói dối thân phận của mình? Trai thành phố lúc nào cũng nói dối như vậy sao? Tiệt xấu hổ hết sức. Mai gặp ông Sâu với con Noa chắc chui xuống đất quá. Mà mình có lỗi gì đâu, cũng chỉ tại cái gã trai thành phố kia. Thì kệ, mai tính. Cậu Dĩ. Dạ. Hôm qua đi chơi với mấy em vui không? Mấy em nào đâu chú. Con đi chơi cồn với mấy người bạn ở trong xóm thôi mà. Ồ, cậu hay thiệt á. Mới về đây mà đã có bạn rồi ha. Thanh niên ở quê đúng là thân thiện, dễ thương. Mà cảnh ở quê mình đẹp thiệt á. Chắc con phải đi thêm vài lần nữa mới thưởng thức hết. Mai mốt á, để tôi dắt cậu đi tới mấy chỗ còn độc hơn nữa. Thiệt hả chú? Ừ. Thôi bây giờ tôi phải qua nhà máy. Hôm nay chạy thử dây chuyền mới nè. Dạ. Chú lo việc đó giùm con nha. Con đang chuẩn bị mấy cái đơn hàng nông dược, với lại xuống bàn với cô Mai chuyện đang lát, coi có đáp ứng được cái hợp đồng mới này hay không. Số lượng lớn, không biết xưởng mình có kham nổi hay không nữa. Ủa, sao tôi nhớ là cậu nói là cậu không thích mấy cái vụ đang lát mà. Cũng tại má con ép con thôi. Noa, cho tao mượn cái kéo đi.
Noa, cho tao mượn cây kéo. Noa, mày có nghe tao nói gì không? Cho tao mượn cây kéo. Kéo mày đâu, sao mày không xài? Mơ nó mượn rồi. Cho mượn cây kéo đi. Cô Mai thử tính toán coi, số lượng lớn như vậy liệu mình có làm nổi không? Vì thời gian cũng hơi gấp. Dạ, để em sắp xếp rồi sẽ báo lại với giám đốc. Sản phẩm hợp Tết làm bằng lục bình thì tụi em làm cũng quen rồi, nhưng mà làm 5.000 cái trong vòng 1 tháng em sợ không kịp. Chắc tụi em phải tăng ca hoặc là tuyển thêm công nhân rồi hướng dẫn họ làm. Ừ, cô cũng coi nguyên liệu sao cho đủ để làm nữa. Chứ nửa chừng mà hết thì cũng không được. Có gì báo sớm cho tôi nha. Dạ, sáng mai em sẽ báo cáo với giám đốc mọi chuyện. Ừ. Thôi cô đi làm việc đi, tôi đi coi mọi người làm một chút. Dạ. Chào giám đốc. Nay gặp ở chỗ cũ nha, có gì nói chuyện sau. Chết rồi, giờ không biết giải thích làm sao đi. Thấy cái mặt có bộ giận lắm. Thôi có sao nói vậy, chắc thế nào cô cũng hiểu được mà. Quay. Sao vậy? Đi đâu vậy? Vậy đi đâu mà gấp vậy? Có gì không? Tối qua nhà tôi nhậu chơi. Không có rảnh. Ừ. Đi bộ hả? Tôi đi trước nha. Cha nội đi ngộ thiệt chứ. Ê, đi về bà. Đi về. Đi. Ê, dạ. Đau quá, lừng quá. Đau cái gì mà đau. Thôi về nấu cơm chị ơi. Ừ, đi về nấu cơm nước cho nữa. Có đi về không? Mày về trước đi, tao làm xong cái này đã. Xuyên bất tử vậy. À, hay là có hẹn với anh sinh viên? Con nhỏ này lãng nhách rồi. Chiều nay gặp ở chỗ cũ nha, có gì nói chuyện sau. Từ đầu á đã lừa gạt người ta rồi, có chuyện gì đâu mà nói. Ở trên đời này á, mình ghét nhất là mấy kẻ lừa dối. Không ra, ra để người ta coi mình như con khờ hả? Xuyên bất tử vậy? À, hay là có hẹn với anh sinh viên? Con Noa nó thích anh Dĩ. Mấy hôm nay á, nó kể với mình hoài về chàng hoàng tử của nó. Vậy mình phải ra để nói thẳng vô mặt kẻ lừa đảo, rồi trả lại anh giám đốc của nó. Ai thèm. Không biết cậu có tới không ta? Sao tự nhiên lại rối rắm như vậy không biết nữa. Đừng có giận mà, mau ra đi. Sao trễ vậy? Nãy giờ anh lo muốn chết, cứ sợ em không tới. Giám đốc kêu tôi có chuyện gì á thì nói lẹ lẹ đi, tôi đi về. Anh xin lỗi, em còn giận anh hả? Đâu dám. Giám đốc có lỗi gì mà xin. Thôi mà, đừng có giận, để anh giải thích nha. Nếu giám đốc không có chuyện gì á thì tôi đi về. À, Mỹ Lan, khoan đã, để anh giải thích. Nói gì á thì anh nói lẹ lẹ đi, tôi không có rảnh. Sở dĩ anh nói với em như vậy á là vì... Vì sao?
Bộ anh coi tôi là con khờ hả? Ừ. Mà tôi cũng khờ thiệt. Tin anh á, là sinh viên, để bạn tôi nó cười vô mặt tôi. Từ từ đã. Anh sợ. Anh sợ anh nói ra rồi em lại ngại, rồi không chơi với anh. Bộ anh làm giám đốc á thì xấu lắm hả? Thì mới gặp mà. Vậy anh không có nghĩ cái chuyện anh đi xuống xưởng là anh gặp tôi sao? Anh cũng định là sẽ nói cho em biết mà. Chuyện này cũng đâu có gì đâu. Tại hôm bữa đi chơi xảy ra đột ngột quá. Đừng giận anh nha. Mai mốt anh sẽ không giấu em điều gì nữa đâu. Ai mà biết được. Mỹ Lan, anh xin lỗi. Tôi không có biết. Mỹ Lan, chờ anh với. Dạ thưa tía, thưa anh hai con mới về. Ủa, tía với anh hai ăn gì chưa? Đợi mày về chắc tao với tía chết đói quá. Mới về hả con? Dạ. Sao về trễ vậy con? Dạ, chiều con ghé bên nhà ăn Noa tía. À, sao mày? Chiều tao kéo qua bển có thấy mặt mũi mày với con Noa đâu. À, thì hôm nay á, em với Noa đi làm về trễ. Với lại á, hàng cũng bắt đầu nhiều rồi. Làm cái gì thì làm, cũng phải tranh thủ về sớm lo cơm nước cho tía chứ. Thôi, hồi trưa đó nó cũng có về, nó lo cơm nước đầy đủ hết rồi. Lan con. Dạ. Tía quyết định rồi, kể từ bữa nay tía sẽ dạy cho con bài Vọng Kim Lan. Sao tía nói bài đó buồn khổ mà tía? Tía suy nghĩ hoài. Thiệt ra thì cuộc sống con người ta phải có buồn đau rồi mới tới vui sướng, rồi mới tới hạnh phúc con ạ. À, à, thôi đi xuống coi cơm nước tắm rửa vậy đó rồi chút lên tía dạy. Dạ, con đi nha tía. Nè, có chuyện gì vậy? Đi theo tao, không theo tao là mày hối hận. Ê, nhưng mà chuyện gì vậy? Trời, trời ơi, con quỷ, sao không nói chuyện trong nhà mà đi ra ngoài này nói? Trời, mày nghĩ sao vậy? Ở trong nhà tay dách mạch rừng, tao nói trọng hả? Người ta nghe là sao? Đây là chuyện hệ trọng của đời tao chứ bộ. Mà có chuyện gì thì mày nói đi. Bây giờ tao hỏi thiệt, mày phải trả lời thiệt nha. Mày mà ba xạo với tao hả? Là tao... Trời, cái gì mà thấy ghê vậy? Anh Vĩ thích mày phải không? Ừ, ai biết. Mày đi mà hỏi ảnh. Nhưng mà mày có kết môi đen ảnh không? Tao kết môi đen gì? Con này vô duyên. Nè, bây giờ tao đếm từ 1 tới 10 nha, là trả lời có hay không nha. Không thôi là tao sẽ 1, 2, 3, 4, 5. Rồi mày làm gì? Thì tao vớt anh chứ làm gì. Con khùng. Mệt. Bây giờ có hay không? Trả lời lẹ. Ừ, thì không có đó. Mày ngon mày vớt ảnh đi. Trời ơi. Ngon nha. Nè, tao hỏi thiệt nha, hai người kết màu đen nhau chưa? Trời, anh Vĩ đẹp trai thế mồ, dễ gì mà không kết màu đen, đúng không? Nhưng mà thôi, Noa cô nương tuyên bố á, kể từ ngày hôm nay, Noa cô nương sẽ nhường hoàng tử cho Lan cô nương. Trời ơi, mày làm như á hả? Ảnh là của mày á mà mày nhường. Trời ơi, chứ còn gì nữa. Đó là hoàng tử trong lòng của tao mày. Nhưng mà một khi đã bước ra giang hồ rồi á, thì Noa cô nương này rất là trọng tình nghĩa. Chứ gì tình bạn trăm năm, tình tỷ muội của tụi mình, nhường hoàng tử cho Lan cô nương, được không? Làm thấy ghê à. Tại vì tao không muốn á, vì thằng con trai á mà tình cảm của tao với mày bị sức mẻ. Rồi sao nữa? Mấy thằng con trai á hay nói là thà bỏ bạn chứ không bỏ vợ. Cái gì mà khùng, cái gì mà vợ? Ủa tao lộn. Noa cô nương nói á là thà bỏ bồ chứ không bỏ bạn, được chưa? Ừ. Nè,
Nhưng mà Noa cô nương nói cho Lăng cô nương biết, hoàng tử là trai giàu có, cho nên xung quanh hoàng tử có rất là nhiều thê thiếp, hiểu không? Dạ. Đi chơi với hoàng tử là phải cẩn thận, chứ để hoàng tử chán rồi, hoàng tử sẽ cho Lan cô nương vào lãnh cung. Lúc đó Lan cô nương sẽ trở thành một bà già nhăn nheo, xấu xí. Con này, con khùng. Đứng lại. Con quỷ. Con này. Công việc sao rồi con? Dạ. Má thấy dạo này hơi khác ngang. Khác gì má? Con thấy vui vì công việc đang trôi chảy thôi. Chỉ có công việc thôi sao? Má này, lúc thì la con ham chơi, lúc con lo làm thì má lại kêu là ngộ. Tại vì má mừng. À, Dĩ nè, má tính vậy con thấy được không? Má dạ. Định tháng sau má rút hết mấy cái khoản đầu tư linh tinh, má dồn lại, má mua máy móc đầu tư cho bà con nông dân. Máy cày, máy gặt, máy cấy. Sau vụ lúa, má sẽ gom bà con lại. Mình đầu tư sản xuất đầu vô, đầu ra luôn. Con thấy làm sao? Đúng rồi đó má. Mình sản xuất lớn, gieo xạ đồng loạt, sẽ hạn chế được sâu bệnh. Mà mình lại cơ giới hóa được nữa. Chứ như bây giờ, ruộng ai nấy làm, người làm trước, người làm sau. Dịch bệnh đến một cái là không chống đỡ nổi luôn đó. Má muốn cái vụ này lâu lắm rồi. Có con má mới làm nổi đó. Cậu Dĩ, chú Năm, máy móc cho ổn không chú? Máy móc cũng ổn cậu, nhưng mà chắc mình phải cân chỉnh lại một chút. Nè, đó cậu coi, gạo nó còn cho ra nhiều tấm quá đi. Vậy hả chú, để con coi. Cậu Dĩ, máy này tốt quá cậu. Bây giờ mình chỉ cần cho chạy thử vài ba giỏ lúa, điều chỉnh lại một số thông số là mọi thứ sẽ ổn thôi. Trong hướng dẫn sử dụng người ta có chỉ vậy mà. À, chú Năm, chiều nay máy móc cũng xong xuôi hết rồi. Con tính cho anh em nghỉ ngơi ngày mai. Rồi ngày mốt gạo về phải chạy liên tục. Anh em phải nghỉ ngơi mới có sức làm lâu dài được. Chú thấy làm sao? Ờ thì tùy cậu thôi à. Thôi tôi xin phép về văn phòng trước nha. Dạ chú về trước đi. Lát con gặp chú nói chuyện chút. À. Cậu Dĩ. Dạ. Cậu biết quan tâm tới anh em quá. Có gì đâu anh. Có anh em thì mới có nhà máy mà. Chiều cậu rảnh không? Chị gì anh? Qua nhà tôi, mình làm vài món lai gai chơi. Dạ được chứ. Để chiều chiều em qua. Hứa nha. Dạ. Thôi làm tiếp nha. Tôi biết rồi. Tôi đi nha. Dạ. Tôi đi nha. Dạ chào cậu. Ai? Chịu cảnh không? Nhậu hả? Ừ. Qua tao. Qua tao nhậu chơi. Chú Năm. À cậu Dĩ. Ờ cô Ngọc Anh gọi điện tìm cậu á. Tôi có nói là cậu sẽ gọi điện lại cho cô. Vậy hả chú? Cảm ơn chú nha. À. Dạ em nghe nè. Alo Ngọc Anh hả? Em gọi anh có chuyện gì không? Lúc nãy em gọi anh đang bận công việc ở dưới xưởng. Công việc của anh sao rồi? Công việc anh vẫn tốt. Lúc này má anh mở rộng công việc kinh doanh cho nên anh bận lắm. Còn anh thì sao? Anh có khỏe không? Anh khỏe mà. Anh khỏe như nông dân vậy đó. Nếu vậy cuối tuần này anh có về Sài Gòn không? Cuối tuần này anh về. Vậy anh ở có lâu không? Ừ thì cũng khoảng 2-3 bữa hả? Thôi, anh làm việc tiếp nha. Ờ, vậy thôi, anh làm gì anh làm đi. Bạn gái ở Sài Gòn đang sốt ruột lắm phải không? Cưới đi cậu ơi. Nhiều khi mình đám cưới rồi, cái mình làm ăn nó thuận lợi lắm. Đó là cô bạn thân của con mà. Mà con thấy chú cũng chưa cưới vợ kìa. Thì... tôi khác cậu khác chứ. Ờ, chiều mai lúa về hả chú? Ừ. Chú lo vụ đó giùm con nha. Cậu cứ yên tâm. Tôi làm chuyện này gần 20 năm nay rồi. Có chú là con yên tâm rồi. Ừ. Chú Năm, tối chú có rảnh không đi nhậu với con? Đi nhậu với ai? Thì mấy thanh niên ở trong xã mình nè. Thôi cậu đi đi cậu. Ờ, tôi phải coi lại mấy cái công nợ này nè. Để nói lại với mấy đại lý. Cuối tháng rồi. Dạ. Ừ.
Tôi thấy rồi đó nghe. Ừ. Đừng có mà giả bộ với tôi nữa. Sao em biết hay vậy? Ở cánh đồng này á, có động tĩnh gì á là tôi biết liền ha. Con chim bay qua á, tôi cũng biết nữa. Chứ đừng nói lù lù như anh. Em đang làm gì vậy? Ủa, sinh viên nông nghiệp mà nhìn không biết sao? Chọc anh hoài ha. Anh là sinh viên thiệt chứ bộ. Mà cách đây một năm rồi. Thôi, làm nát hết ngò ta bây giờ. Đứng lên đi đi. Anh hỏi vậy thôi, chứ mà anh biết em đang tìm mấy cái thứ này đúng không? Mấy cái thứ này dễ ẹt. Cái kìa, cỏ với lúa mới khó. Đúng rồi. Nghề của anh mà. Anh không làm nhiều như em thôi, nhưng mà anh biết hết á. Nhổ cỏ này còn dễ, chứ nhổ cỏ lúa còn khó hơn. Anh biết không, trồng lúa thì khổ nhất là cái giai đoạn đó đó. Cứ phải khum khum cả ngày mà cộng cỏ, nó y chang như cây lúa vậy đó. Nhìn riết mờ mắt luôn à. Ừ đúng rồi, hồi anh còn học lội ruộng á, thầy anh chỉ, mà tụi anh toàn là nhổ lúa không hà, đâu có thấy cộng cỏ nào đâu mà nhổ. Nông dân không có học, nhưng mà nhìn riết á, rồi cũng quen. Nhìn cái cọng màu xanh á, loang loáng, xanh y như là cây lúa vậy đó. Cọng cỏ đáng ghét đó đó. Rải bao nhiêu phân á là nó dành ăn với cây lúa hết trơn à. Ý, trời, thấy chưa, nhổ lộn cọng ngò của em rồi, thấy chưa? Thôi thôi anh đứng lên đi, để đó em nhổ. Em biết tại sao trên ruộng có nhiều cỏ không? Thì em thấy có thì em nhổ, chứ sao mà biết được. Là do mình làm đất không kỹ, rồi làm không có đồng loạt. Bông cỏ từ chỗ này nhảy qua chỗ kia. Mong muốn của má anh cũng như của anh là làm sao toàn bộ cánh đồng này là một, không làm từng thửa nữa. Được. Em đi tập huấn ở trên huyện á, học về cách phòng chống bảo vệ mấy cây lúa ở quê mình đây nè. Thiệt không mày? Sao không thiệt anh? Thì cũng giống như mọi năm thôi. Chỉ có điều năm nay mấy ổng nói rằng là vùng mình vẫn còn đang xài mấy cái loại thuốc trừ sâu cũ, cho nên là không tận diệt được mấy con rầy. Hại tụi em phải tốn hết 3 ngày học. Ủa, có gì mà thấy anh ruột đâm chiêu quá vậy? Rồi năm nay ở trên đó có đưa thuốc về như mọi năm không? Có sao không. Đưa em trở về một đống, bỏ nhà vợ em chửi rủa ông sùm đi kìa. Vợ mày nó bị khùng rồi hả? Bộ rác hay gì vậy chửi? Năm này còn ngon hơn, mình khỏi bán cho mấy thằng lái. Bà Xuân sắp phân phối thêm nông dược, mình quăng vô bán chung. Hay quá vậy. Bây giờ mày làm liền cho tao vụ này nè. Hôm nay em không vô xưởng hả? Ừ, dạ không, xưởng hết hàng rồi, cho nên em mới tranh thủ ra nhổ cỏ ngò nè. Ừ. Sắp tới xưởng có cái đơn hàng lớn, mà anh không biết mình có làm nổi hay không nữa. Thiệt hả anh? Đợt này là hàng xuất khẩu, người ta cần liền một số lượng lớn. Ừ, như vậy có gấp không anh? Ừ, cũng không gấp, nhưng mà đã ký rồi thì phải đảm bảo chất lượng, mà lại nhiều nữa. Ừ. Em cảm thấy sao? Em nghĩ mình từ từ làm, chứ như bây giờ mình làm không nổi đâu. Lúa 1-2 tháng nữa là vô vụ rồi. Mình cứ để gặt xong đi rồi làm, lúc đó nhân công nhiều. Còn trong thời gian này mình chuẩn bị nguyên liệu cho nó kỹ. Trời, xem ra em không chỉ là người đăng võ thôi đâu, mà còn là một chuyên gia về kinh tế nữa đó. Em giỏi quá. Để anh bàn với Mai, rồi anh báo với má anh liền. Thôi anh về làm việc đi, chứ anh ở đây á, em không có đủ tiền trả tiền công cho anh đâu. Không cần phải trả công đâu, chỉ cần em thực hiện một lời hứa là được rồi. Em hứa hả? Hứa gì? Cho em suy nghĩ đó. Anh về đây.
Má, thưa má con mới về. Ông nông dân nào đi vô nhà tôi vậy? Con giống không má? Con đang tìm hiểu về nông dân mà. Dĩ à? Dạ. Má muốn nói cho con nghe chuyện này. Chú Nằm mới nói chuyện với má, nói là con cho công nhân nghỉ nữa phải không? Má biết là con lo cho người làm, nhưng mà chuyện gì thì cũng phải bàn bạc trước với chú Năm chứ. Đừng có háo thắng quá nghe con. Dù sao thì cũng phải nể trên nhường dưới một chút chứ. Ở nhà máy, con cũng đã có hỏi ý kiến của chú Năm rồi mà. Với lại ngày mốt lúa về nhiều, công nhân họ còn thời gian đâu mà nghỉ. Mấy ngày nay anh em làm ngày làm đêm, con thấy quyết định của mình không có gì sai hết. Má đâu có nói là con làm sai. Má chỉ nhắc con á, là con phải khéo khéo, phải tế nhị chút thôi. Má biết không, anh em từ ngày được chăm lo, hiệu quả làm việc hơn hẳn hồi trước rất là nhiều. Ở đời má thấy bao nhiêu đó cũng chưa đủ đâu con, còn phải khôn khéo nữa. Mình không hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra đâu con. Nhanh 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 đi mày. Từ từ mày. Ê, thơm quá, ta ăn miếng nghe. Ê, mời người ta chưa tới ăn uống cái gì? Nè, bộ mấy đứa bay tính mời cả xóm tới nhà mình nhậu hay sao mà rồi mồi màng gì mà rần rần rộ rộ với tụi bay? Dạ đâu có đâu, có một mình giám đốc Dĩ qua chơi hả bác? Ủa, mà anh xin anh giỏi lắm nghe. Sao? Không biết anh mời sao mà giám đốc gật đầu liền. Giỏi giang gì mày? Tía. Hả? Nói tiếng nghe này nè. Gì? Giám đốc mới được lắm tía. Con thấy sống có nghĩa khí lắm, biết thương biết lo lắng cho anh em. Bởi vậy quý quý thích thích. Nếu mà nói lời cảm ơn thì cũng ngại khách sáo quá. Mời về nhà mình nhậu. Vừa mới mời gật đầu liền luôn tía. Vậy hả? Hả? Mà nè, cái người mà biết chăm lo cho mình vậy đó mà mình cảm ơn người ta cũng tốt chứ con. Dạ đúng rồi. Ủa, bác, cậu Dĩ tới kìa. Ủa, cậu Dĩ. Chào cậu Dĩ. Nhà chơi cậu Dĩ. Dạ, con chào bác Tư. Bác khỏe chứ bác? Cũng tạm tạm rồi, cảm ơn cậu. Dạ, anh anh lấy ra, bỏ ra dĩa. Có mấy miếng khô bò, anh em mình la ra chơi. Dạ, còn đây có mấy hộp sâm, con biết bác Tư. Ôi, tới thăm là vui rồi, bày vẽ chi không biết nữa. Tía tụi nó đúng á. Cậu đem qua chỉ mắc công quá. Mồi màng anh em tụi tôi chuẩn bị xong hết rồi. Nhiều lắm. Mày đem vô bỏ vô dĩa đi. Cậu Chỉ qua ngồi chơi. Tía. Cậu qua ngồi chơi tía. Dạ, rồi rồi. Bác. Đây con dẹp cho tía. Em hỏi anh đêm nay đi đâu? Anh nói rằng anh đi giăng câu. Anh đi giăng câu trên chiếc thuyền câu. Anh có cây sào, anh chống ào hào, chống ào. Trời ơi, mày có trời. Sao không? Sao sao gì? Nước sôi văng vô mặt tao luôn nè. Con quỷ à, làm hết hồn à. Tự nhiên ở đâu xuất hiện lù lù như ma vậy đó. Tao mà là ma thì dễ gì tao tha cho mày. Làm gì mà vừa nấu mì vừa hát nghêu ngao vậy? Nè, bộ nghĩ tới hoàng tử nữa hả? Thôi nha, Noa cô nương nói cho Lan cô nương biết nha. Là Noa cô nương đã hy sinh tình yêu của mình cho Lan cô nương rồi. Lan cô nương mà chọc giận Noa cô nương nữa đó, là Noa cô nương sẽ bước tới hôn hoàng tử và cướp hoàng tử trên tay của Lan cô nương nha. Cướp hoàng tử trên tay cô nương đó nha. Ngon thì cướp đi. Hù tao hả mày? Nè, không có giỡn nữa. Mà chú Tí Mười đi đâu mà sao mày phải nấu mì gói ăn vậy? Tía má tao á về bên ngoại ăn đám giỗ từ sáng tới giờ rồi chưa về. Ừ. Ê, mày với chàng sao rồi? Không có sao trăng gì hết á. Mà tao đang đói bụng quá à. Cho tao ăn với. Còn có tô mì à, sao ăn đủ? Thôi không mấy, mày với tao ăn chung đi. Ăn chung hả? Ừ. Thôi không được đâu. Sao vậy? Tía tao dặn á, nếu mà ăn chung á mà bị dính nước miếng với nhau á là sẽ bị lây bệnh đó. Vậy hả? Vậy nhịn đi. Ê, vô duyên. Để tao ăn cho. Ăn bệnh đi. Tao cũng chịu nữa. Tao nấu tô khác. Vậy mới là bạn phải không? Không phải tốt lành gì đâu. Mày không sợ bệnh nhưng mà tao sợ bệnh. Con nhỏ vô duyên. Kệ mày, tao lên tao ăn trước. Thì ghét. Bác Tư,
làm với con ly nữa bác Tư. Ly này nữa thôi nha mày. Dạ. Thôi mày, ông đang mệt đó, để ông nghỉ. Vui mà, vui mà. Để hả? Để uống ít thôi. Uống nhiều quá mệt bây giờ. Rồi thì lấy giờ đó tao nhắm môi không cho có uống gì đâu nè. Nè nè dạ, nè dạ. Tao nhắm môi cái rồi mày gánh giùm nghe không. Dạ. Bác Tư vui tính thiệt á. Thôi anh em mình vô cái đi cậu. Dạ. Cười với em, cười với em, cười với em, cười với em. Được rồi. Cái nữa. À, vậy tôi uống hết luôn hả? Dạ. Vui mà, vui mà. Quá dữ, quá dữ. Uống được ha. Đồ cậu Dĩ cũng được quá ha. Dạ. Mà nè, cậu Dĩ, tôi quý cậu á là vì cái tính nghĩa khí của cậu. Biết lo cho anh em, tôi thích lắm. Chứ không như cha nội Nam Hương, lúc nào mà cũng chào quạo, bực bội à. Dạo này mấy anh làm việc thấy sao? Chú Năm cũng vì công việc thôi, mấy anh đừng có chấp nha. Nói cậu nghe, từ lúc mà anh em có hợp đồng á nghe, được trả tiền thêm giờ, anh em làm hăng lắm, súng lắm. Trời ơi, chứ không phải như thằng cha Nam Hương đâu. Tôi nói thiệt á, như thằng Chả ha, cái máy bây giờ mà làm xong á, chặt cái đầu tôi xuống ngồi đi. Cái đầu mày thua đầu heo nữa, chặt làm gì? Còn trẻ như cậu mà biết nghĩ tới người khác là tốt lắm nghe cậu Dĩ. Dạ, cũng có lợi chung thôi mà bác. Bác Tư. Gì? Con nói nghe nè, sao con thấy bác Tư có cây đờn, tối ngày lao hoài, lao chùi hoài luôn á. Là tại vì nó là vật kỷ niệm mấy chục năm rồi. Với lại nữa người già để rảnh tay rảnh chân làm gì, nên phải kiếm chuyện làm cho nó khỏe, con hiểu không? À vậy hả? Hay là bắt đầu một bản nghe nha bác Tư. Hay là Tía cũng đàn một bản cho cô Dĩ nghe đi Tía. Thôi may mắn nha, may mắn nha. Khó lắm mới được bác Tư đờn cho nghe đó. Đây Tía tôi đàn là số 1 đó nghe. Tôi đàn cho cậu Dĩ nghe một bài mà không được cười nghe. Dạ đâu có đâu bác, cô thích nghe lắm mà. Ông sinh này lại nhậu, mà bạn bè của ổng nhậu từ trước tới giờ, có khi nào tía đờn đâu. Gì? Dì uống trà đi. Để đó đi. Ủa, dì mới ăn cơm xong sao không nghỉ ngơi đi? Còn đọc cái gì vậy? Thì bây giờ tôi ăn cơm xong rồi, tôi buồn quá không có gì coi. Lấy truyện coi đây nè. Ồ, nào giờ con đi theo dì, con có thấy gì đọc của Hồ Biểu Chánh đâu. Con này, thì lâu lâu rồi soạn ra rồi coi lại. Truyện của Hồ Biểu Chánh thì hay đó, nhưng mà sao nó buồn quá. Ủa, Dĩ đâu rồi con? Anh Dĩ đó hả? Anh Dĩ đi nhậu với mấy bạn trong xóm rồi. Ủa, mà hồi nãy dì mới hỏi con mà. Vì sao á, cứ suốt ngày hỏi anh Dĩ hoài. Sao anh có chút xíu mà làm ghê quá. Sao giờ có chuyện mà đứng mà phê bình tôi vậy trời. Hả? Hay quá ha. Cái thằng cũng kỳ cục, không bao giờ thấy có mặt ở nhà này hết á. Sao kỳ vậy? Hay ha. Còn gì làm không? Dạ không. Đi ra. Uống trà đi gì. Dạ, thưa tía, thưa anh Tài. Nè, con gái, để cho tía giới thiệu cái chứ. Đây là cậu Dĩ, giám đốc của anh hai con. Bữa nay cậu Dĩ tới thăm anh hai con, mà đây cũng là cái người mà hôm trước tới thăm tía đó. Hả? Dạ, em chào anh. Tía này, cậu Dĩ cũng là giám đốc của con Lan, nó biết sao không tía? Sẵn có mẹ ở đây, xuống múc anh hai tôi cháu coi. Dạ. Cậu Dĩ, nó là em gái của tôi đó, nhà có hai anh em mà.
Dạ. Cậu thấy em gái của anh xinh dễ thương không? Dễ thương quá luôn phải không? Em nè, xin năn nỉ ảnh, làm em rể ảnh mà anh đâu có cho. Trời, bởi buồn lắm, tự giác thân mình lên xe bông về nhà vợ thôi. Mày nghĩ mày đủ tư cách là em kể tao hả? Trời, giỡn hoài cha. Rồi, thôi, anh em mình vô cái cậu vậy. Trời. Dạ. Hồi nãy bước vô nhà thấy ông ngồi lù lù một đống, muốn té xỉu luôn. Tự nhiên vô nhà người ta ăn chi vậy trời? Mà anh hai này cũng ngộ, kêu tía đờn nữa mới ghê chứ. Điều này á, dám đem tài năng của tía ra để nịnh nọt giám đốc rồi chứ gì. À, bác Tư, góp ý một cái nha. Gì? Nãy giờ tự nhiên nghe đờn không à, không nghe hát hò gì hết trơn á. Thôi giờ nè bác Tư, làm một câu nghe cho đã lỗ tai một cái. Cái thằng được voi đòi tiên, hôm rày tao ho muốn chết đây nè, đờn hát cái nỗi gì không biết nữa. Thôi đi. Cháu nè anh hai. Ờ, con nhỏ này hát được nè. Lại. Ờ, sẵn có mọi người ở đây, hát một bài cho mọi người nghe coi. Anh hai kêu con hát thì hát đi, mấy khi mà có khán giả nhiệt tình vậy. Ờ, cô ngồi chơi cho vui. Anh cứ ngồi đó đi, tôi ngồi bên đây được rồi. Hát. Anh hai á, hôm nay can đảm dữ hen. Mọi bữa em mà là anh hai chạy mất guốc rồi. Nhỏ này. Hát bài gì con? Lan và Điệp nè, rồi Lương Sơn Bá, rồi Tình Anh Bán Cháo. Bán chiếu. Mày im coi. Cái miệng cứ lép bép hoài sao nó hát được. Hát đi mày. Mấy bài đó hát hoài chán lắm. Tía. Ừ. Hay là tía đờn bài Giọng Kim Lan đi tía. Ờ. Mà em hát bài này á, anh giám đốc đừng có cười em nghe. Cô hát đi, tôi đâu có dám cười. Ôi tuổi xanh mộng mơ, dân dương tháng năm mong chờ, hứa hẹn trao lời ngày anh về lứa đôi tân hôn. Tiếng đưa xuyến sao tâm hồn buồn dạt dào nhớ thương nào vời. Gọi mời ngắm mây trời bay. Hôm nay ngài giám đốc cho công nhân nghỉ hết để ngủ nướng phải không? Đâu có má. Hôm qua con nhậu với mấy anh em trong nhà máy mình mà. Vui nên uống nhiều, bây giờ nhức đầu quá. Ủa, mà hôm nay má làm món gì nhiều rau quá vậy? Lẩu mắm nữa hả? Trời đất ơi, cái thằng này hôm qua nói là con thèm bánh xèo má ơi, cho nên bây giờ má làm bánh xèo cho con ăn nè. Đã vậy ta. Hương ơi, đem bánh xèo ra đi con. Dạ. Đây. Vừa nóng, vừa thổi, vừa ăn luôn. Ngồi xuống ăn luôn. Dạ thôi, vậy với anh ăn đi. Hồi nãy làm trong bếp, con lụm mấy miếng no rồi. Trời. Cái con này nó khôn thiệt á. Không có gì mà ngon bằng ăn vụng trong bếp nghe chưa. Dạ, vậy với anh ăn đi nha. Ừ. Nè con, ăn cái nhân ngon lắm nè. Dạ. Nè, má ăn đi. Rồi. Dĩ à. Dạ. Con với Ngọc Anh sao rồi? Sao là sao hả má? Thì cô cũng đi làm, còn con thì đang làm giám đốc thuê cho má nè. Ý má hỏi là chuyện tình cảm của hai đứa kìa. Có gì đâu má, thì cũng đang là bạn thân, cũng giống như hồi xưa. Ừ. Mà sao hôm nay má hỏi chuyện này vậy? Ừ, thì hồi nãy bác Thành gọi điện cho má, má cũng không biết trả lời sao nữa. Thôi, chuyến này mà về trển phải ghé thăm hai bác. Nếu như phải duyên thì hai đứa tiến tới luôn ha. Má,
con với Ngọc Anh đâu có tới cái tình cảm mà phải tiến tới đám cưới như vậy. Con chưa có nghĩ tới chuyện đó đâu. Ờ. Chào cô Dĩ. Cô Dĩ, cô Dĩ. Cô Dĩ. Hả? Cô đi đâu vậy? Tôi cà phê chơi. Đi lên tống ba luôn, lên. Bây giờ tôi phải đi công việc riêng rồi, chắc là hai người cứ đi đi. Mà tối hôm qua vui uống nhiều quá, công nhận trụ đế nhà anh Sinh uống ngon thiệt. Quá đã luôn đúng không? Ừ. Đã không, bữa nào làm cái nữa nghe. Thôi, vậy tụi tôi đi nha. Dạ. Bữa nào quay chơi tiếp. Dạ, chào cậu. Dạ dạ. Tôi đi nghe. Dạ. Sinh viên mà tử lượng dữ quá hen. Anh Tài, anh hai tôi ngủ thẳng cẳng luôn rồi đó. Tại vì vui quá mà. Nhưng mà anh cũng sai rồi. Bây giờ anh về không nổi, hay là em đưa anh về đi. Vô duyên. mà ngày mai á, anh có bận gì không? Có chứ, ngày nào anh không bận. Anh bận gì vậy? Thì bận cái này nè. Công nhận á, anh vô duyên quá trời quá đất mà. Mai 3 giờ á, anh đứng ở bến sông đợi em nha. Cho anh nắm tay cái nha. Thôi, về đi. Mai rồi gặp. Anh Dĩ, anh làm gì mà thẫn thờ vậy? Bộ chưa hết xỉn hả? Đâu có đâu. Anh xuống đây đi. Đi đâu vậy em? Thì đi rồi biết. Nhưng mà đi đâu mới được chứ? Lỡ bắt cóc tôi làm sao? Anh á, chờ không tôi cũng không thèm lấy. Ở đó mà bắt cóc. Giờ anh có xuống không? Không tôi đi à nghe. Đi chứ. Cẩn thận á. Thank you.